bao nhiêu trong số các anh chị mà đồng ý với tôi cả ba cái phần trên, thứ nhất là mở cam này, thứ hai là cùng nhau tương tác và cùng nhau chia sẻ những cái điều mà những cái kinh nghiệm mà chúng ta, những kinh nghiệm, những cái quá trình, thậm chí là những cái thất bại của chúng ta trong quá trình chúng ta điều hành doanh nghiệp, thì có thể comment giúp tôi số 10 được không ạ? Vâng ạ, cảm ơn các anh chị, cảm ơn Ngọc Tú, cảm ơn anh Minh Cường, rồi cảm ơn các anh chị. Thưa các anh chị, ngày hôm nay thì tôi rất là vinh dự được PDCA, được các đồng đội FH mời tham gia một cái chuyên đề, đó là chuyên đề về, thưa các anh chị đây ạ, một cái chủ đề, đó là chủ đề về bốn chìa khóa cốt lõi để giúp cho phát triển nhân sự ở thành công. Bao nhiêu trong số các anh chị đang có một cái đội ngũ rất là tuyệt vời thì có thể comment giúp tôi số 3 được không ạ? Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Nhân. Cảm ơn các anh chị. Thưa các anh chị, để buổi chia sẻ ngày hôm nay của chúng ta được thành công nhất thì tôi cũng xin được chia sẻ với các anh chị một vài cái tư duy giúp để cho chúng ta khi tham gia workshop thì chúng ta sẽ có được những cái trạng thái tốt nhất. Đầu tiên thì tôi xin chia sẻ với các anh chị về bản thân tôi một chút xíu ạ. Bản thân tôi thì tôi hiện tại tôi xin giới thiệu, tôi là Lê Văn Dũng, hiện là CEO công ty cổ phần tập đoàn BDC. Và hiện nay thì chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực là tư vấn xây dựng công trình, với cái quy mô hiện tại của chúng tôi là đang hoạt động ở trên 5 khu vực trên cả nước, gồm miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và khu vực miền Tây. Ở đây thì không biết là bao nhiêu trong số các anh chị đã biết đến tôi thì có thể comment giúp tôi số 5 được không ạ? Dạ, xin mời các anh chị. Xin là cảm ơn lốp xe Phi Long, rồi cảm ơn Liên, cảm ơn Bích Thủy, cảm ơn Hoàn, rồi cảm ơn Tín. Vâng ạ, thưa các anh chị, tôi xin chia sẻ thêm một vài cái tư duy mà bản thân tôi trong cái quá trình mà chúng tôi vận hành team, chúng tôi đồng hành cùng với team thì chúng tôi thường xuyên chia sẻ cùng với nhau. Đầu tiên đó là cái tư duy về tham gia 100%. Thưa các anh chị, ở một thời điểm thì thông thường chúng ta chỉ có thể giải quyết một việc nên là hiệu quả nhất, và khi đó ngay tại cái thời điểm này khi chúng ta cùng tham gia workshop thì chúng rất mong rằng các anh chị sẽ cùng tham gia 100% với tôi và với tất cả các anh chị đang hiện diện ở trên Zoom. Và khi các anh chị tham gia 100% thì những cái giá trị mà các anh chị mong muốn nhận lại sẽ đạt được 100%. Bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý với cái việc tham gia 100% thì xin mời comment số 6 giúp tôi được không ạ? Vâng, cảm ơn anh Văn Tuấn. Cảm ơn Tín. Xin là cảm ơn các anh chị. Và đây ạ, một cái tư duy rất là quan trọng, tư duy là Lý Đức Dũng. Thầy khi mà tôi tham gia các cái chương trình đào tạo của thầy Hoàng Đình Trọng thì thầy luôn chia sẻ về tư duy về Lý Đức Dũng. Thưa các anh chị, đây là cái tư duy về bỏ đi cái tôi biết rồi, và nó là một tư duy giúp chúng ta học tập. Ở đây thì các anh chị đã rất là tuyệt vời, bởi vì chúng ta đã dành một cái buổi tối, đúng ra là các anh chị giờ là đang có cái thời gian được nghỉ ngơi rồi, nhưng mà vẫn tham gia những cái buổi chia sẻ thứ sáu hàng tuần cùng với PDCA để nhận thêm những cái giá trị và những cái bài học để giúp cho cái việc mà vận hành doanh nghiệp chúng ta hiệu quả hơn. Rất mong rằng các anh chị ngày hôm nay sẽ tham gia với một cái tâm thế là Ly Nước Rỗng. Có thể những cái điều mà tôi chia sẻ cùng với các anh chị thì các anh chị đã trải nghiệm rồi, cũng đã được trải nghiệm này, rồi được học, được trải nghiệm, và thậm chí là các anh chị đã làm rồi. Nhưng mà rất mong rằng nếu mà tôi chia sẻ những cái điều mà các anh chị đã biết thì rất là mong các anh chị hãy đón nhận với một cái tâm thế là có một cái điều gì đó có thể là thú vị hơn mà tôi sẽ chia sẻ cùng anh chị hay không. Xin cảm ơn các anh chị. Và rất mong rằng ngày hôm nay thì các anh chị đồng hành cùng với tôi trong một cái tâm thế, đó là một cái tư duy là vui vẻ. Xin mời chúng ta hãy cùng nhau mỉm cười, nở một nụ cười được không ạ? Xin mời các anh chị ạ. Vâng ạ. Xin là cảm ơn các anh chị.
Thưa các anh chị, với đến với chủ đề ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ với các anh chị là tôi sẽ các chia sẻ cùng với các anh chị giá các cái giá trị sau. Thứ nhất là với cái chủ đề là bốn cái chìa khóa cốt lõi thì sẽ giúp thấu hiểu bản thân và đội ngũ. Thứ hai là sẽ gắn kết và tin tưởng, giúp đội ngũ chúng ta gắn kết và tin tưởng. Và thứ ba là giúp cho đội ngũ chúng ta sẽ có năng lượng tích cực. Và cái thứ tư là phát triển đội ngũ bình an ạ. Vâng ạ. Thưa các anh chị, vậy thì điều đầu tiên rất là mong muốn rằng được kết nối với các anh chị và các anh chị chia sẻ cùng tôi ha. Xin mời các anh chị có thể giơ tay, raise hand lên và chia sẻ giúp tôi là các anh chị mong muốn đội ngũ nhân sự của mình sẽ như thế nào. Xin mời các anh chị ạ. Xin mời các anh chị cùng raise hand lên và chia sẻ cùng với tôi và các anh chị ở trên Zoom ha. Dạ xin mời ạ. Xin mời ban tổ chức hỗ trợ các anh chị. Các anh chị khác thì có thể nhắn tin lên được không ạ? Xin mời các anh chị có thể nhắn tin lên và mời một một anh chị chia sẻ cùng tôi ha. Vâng ạ, tôi thấy đoàn kết vui vẻ tốt hơn 1% mỗi ngày, anh Lê Hữu Quốc Trí ạ. Các anh chị nào có thể chia sẻ cùng với các anh chị trên Zoom ngày hôm nay được không ạ? Nhiệt huyết, vâng ạ. Gắn kết. Tự giác yêu thương, vâng. Vâng ạ, tôi nhìn thấy chị Triệu Hằng đúng không ạ? Dạ. Xin mời ban tổ chức giúp tôi kết nối với chị Triệu Hằng được không ạ? Vâng ạ, xin mời chị ạ. Xin mời chị cùng chia sẻ cái đội ngũ nhân sự mà chị mong muốn đồng hành cùng với chị khi mà phát triển doanh nghiệp của mình ạ. Xin mời chị ạ. Chào tất cả các anh chị, em hàng hiện là công ty thực phẩm Nữ Hoàng Sara. Hiện tại thì công ty của em mới 15 nhân sự thôi. Nhưng mà em thì muốn nhân viên mình phải đoàn kết. Thấy các anh chị vẫn đang chưa đoàn kết. Nói chung là nếu không đoàn kết thì mỗi bộ phận làm không có phối hợp với nhau ăn ý, hoặc là chỉ cần một bạn nói những lời tiêu cực thôi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các bạn khác thì làm việc không hiệu quả. Ví dụ như về vấn đề như là lương bổng đi, nếu mình không có những cái quy định rõ ràng thì nhiều khi bạn kia lại cứ hỏi bạn kia dưới phòng sản xuất chẳng hạn, thì bạn kia lại không biết năng lực của mình như nào, thì bạn kia lại cũng đòi quyền lợi ví dụ vậy. Thì cho nên là nếu mà phòng nhân sự mà bạn ấy không không cứng mà không giải đáp những cái vấn đề đó, không có quy trình rõ ràng thì chắc chắn là khó quản lý và làm việc không năng suất. Cho nên là cái việc là phải đoàn kết và thống nhất từ trên xuống dưới và phải có những cái tiêu chí đánh giá. Ví dụ như hiện tại em đang gặp những cái trường hợp như vậy. Như là có những bạn đòi vào biên chế mới mới làm thôi, bây giờ như có những bạn mới vào nhưng chưa có cho đóng bảo hiểm xã hội đâu, còn phải phụ thuộc vào doanh thu rồi phụ thuộc vào số năm làm việc hay như thế nào. Còn những bạn làm thời vụ mới vào làm thì em chưa có, thế tuy nhiên là những bạn lại cứ đòi hỏi, thế thì mình phải lên mình giải thích cặn kẽ cho mấy bạn hiểu, và những ai mà vào biên chế thì phải đạt những cái tiêu chí gì, nếu không đạt thì phải giảm biên chế như nào. Thì em cũng đang xây dựng để quản lý mấy bạn đấy, là thì em cũng đang vào cái vấn đề đấy. Thứ Dạ hai rồi, cảm ơn chị. dạ Rồi, cảm ơn chị Hằng. Chúng ta cùng comment cái chìa khóa mà chị Hằng chia sẻ chúng ta là chị Hằng mong muốn một đội ngũ đoàn kết ạ. Xin mời chúng ta hãy cùng comment cái chìa khóa đoàn kết được không ạ? Vâng, cảm ơn Đình Duy. Cảm ơn anh Minh Cường. Rất là tuyệt vời, các anh chị đang tương tác rất là tuyệt vời cùng nhau ạ. Vâng ạ, đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết. Rất là nhiều từ đoàn kết ạ, vâng. Xin cảm ơn chị Hằng ha. Xin mời các anh chị cùng thả tim like để cảm ơn, gửi lời biết ơn tới chia sẻ của chị Hằng ạ. Một người phụ nữ rất là tuyệt vời. Xin mời các anh chị cùng thả tim like nha. Chúng ta cùng làm quen với việc là chúng ta sẽ tương tác ở trên Zoom ạ. Vâng ạ, tôi xin chia sẻ tiếp theo. Và đây ạ.
Vậy thì giống như chị Hằng vừa chia sẻ một vài cái hiện trạng, vậy thì hiện tại thì đội ngũ nhân sự của các anh chị như thế nào? Xin mời các anh chị cùng comment xuống được không ạ? Bởi vì thưa các anh chị, nó giống như cái giống như một cái hồ nước vậy đó. Nếu mà chúng ta không nhìn thấy, nếu mà chúng ta đứng ở trên bờ thì chúng ta có nhìn thấy cá được không ạ? Nếu mà nước không trong. Vậy thì để muốn giải quyết được các vấn đề của nhân sự chúng ta thì chúng ta phải nhìn thấy vấn đề của đó. Các vấn đề phải hiện lên và chúng ta tìm ra những vấn đề cốt lõi để chúng ta giải quyết. Xin mời các anh chị ạ. Xin mời các anh chị comment đây ạ. Chị Hằng thì với có chia sẻ cùng với chúng ta là gì ạ? Đội ngũ nhân sự của chị ấy, thì chị mong muốn đoàn kết và cũng còn một vài cái mà chị mong muốn cải thiện đúng không ạ? Dạ. Vâng ạ, đoàn kết. Và đây ạ, một điều mà các anh chị mong muốn cải thiện nhất ở đội ngũ nhân sự của mình là gì ạ? Tôi thấy chị Hằng có thêm cái chìa khóa là tận tâm ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Hằng. Thưa chị Hằng thì vẫn còn đang hiện diện đây. Xin mời chị Hằng có thể chia sẻ một cái điều mà chị muốn cải thiện nhất ở trong team của mình là gì không ạ? Xin mời các anh chị cùng comment xuống nha. À, cùng nhắn tin được comment xuống, đoàn kết ạ. Hiện tại đội ngũ của em làm việc chưa được chuyên nghiệp, Dạ. em muốn cải thiện cái điều đó, nên là em muốn nâng cao kiến thức của mình đầu tiên để mình hiểu là nó đang thiếu ở đâu, thiếu cái Dạ. gì, mình về phải tìm ra cái lỗi đó và mình phải đào tạo. Đó, hiện tại là mấy bạn đang làm việc chưa chưa đúng như ý em muốn và vẫn đang còn mắc lỗi rất là nhiều, và các bộ phận phòng ban chưa có phối hợp được. Đó, thì là Dạ. đang còn yếu kém vấn đề đó, Dạ à, chưa có tận tụy công việc á, nói chung là chưa chú tâm, chưa có giống như là làm cho có, không có biết được cái hậu quả hay cái rủi ro. Khi em phân tích thì bạn hiểu, thì cho nên là trước đây á, em không có thời gian nhiều để tiếp cận với mắt anh chị. Thì thường ngày mà em tham gia PDCA á, là em thường ok. xuyên họp hành hơn và thường xuyên tâm sự từng bạn và họp hành chia sẻ những cái, đưa ra những cái vấn đề như thế này và giải quyết như thế nào theo các anh chị, và từ từ thì em thấy các anh chị có cải thiện và em phải đưa ra cái luật chơi, thưởng phạt rõ ràng ấy, và nói chung là em thấy có tiến bộ. Dạ ok, cảm ơn chị Hằng. Cảm ơn chị Hằng đã chia sẻ. Xin mời chúng ta hãy cùng nhau comment số 10 đi ạ. Xin mời comment số 10 để gửi lời biết ơn đến chị Hằng ha. Dạ, cảm ơn chị Hằng đã chia sẻ. Tôi xin phép được mời thêm một anh chị nữa chia sẻ cùng với tôi được không ạ? Vâng ạ. Một cái điều mà anh chị muốn cải thiện ở trong team của mình ở ngay cái thời điểm hiện tại là gì? Xin mời các anh chị ạ. Vâng ạ, anh Duy ạ, xin mời đồng đội Duy. Xin mời, chào anh Duy nha. Dạ. Vâng, rất vui hôm nay gặp lại anh Dũng ở Dạ, trong chào buổi anh. workshop hôm nay. Xin chào anh Dũng và Dạ. chào tất cả các anh chị em trong buổi workshop hôm nay. Chúc cho tất cả anh chị có một buổi học tối nay thật là bổ ích. Dạ, cảm ơn Thì anh. cũng muốn chia sẻ thêm với chỗ anh Dũng cũng như tất cả anh chị như này. Thì công ty của mình thì cũng thành lập 14 năm, bước qua năm thứ 15 rồi. Dạ. Điều mình mong mỏi nhất là nhân sự của mình, thứ nhất là phải có ý thức tự giác và tự chịu trách nhiệm đến những cái việc của mình làm. Đấy. Tại vì là nếu như anh không tự giác và không tự chịu trách nhiệm thì kết quả anh làm việc nó sẽ đi đâu ở đâu. Cho nên cái điều mong mỏi là phải tự giác, ý thức và phải tự chịu trách nhiệm đến cái kết quả của mình. Dạ. Dạ, thì mình cái điều em mong muốn là như thế, nhưng mà bên nhân sự của em thì dần dần cũng đang làm được cái việc này rồi. Nhưng dần dần làm, nhưng mà mình vẫn mong mỏi cái điều đó là nó phải là đạt được 100%. Xin chia sẻ với anh Dũng cũng như tất cả anh chị như thế. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Rồi, ok, cảm ơn anh Duy rất là nhiều. Xin mời chúng ta hãy cùng nhau comment số 9 được không ạ? Xin mời comment số 9 để gửi lời biết ơn tới anh Duy ạ. Vâng, cảm ơn anh Duy ha. Cảm ơn anh Duy rất là nhiều với chia sẻ vừa rồi. Tự chịu trách nhiệm với cái kết quả của mình đúng không ạ? Nhận trách nhiệm với kết quả của mình. Vâng ạ. À, thưa các anh chị, vậy thì ngày hôm nay tôi xin phép được đồng hành cùng anh chị trong khoảng 30 phút tới đây. Và ở cái phần này thì thưa các anh chị là tôi sẽ chia sẻ với các anh chị những
những cái điều mà tôi đã trải qua trong thời gian qua, trong 2 đến 3 năm vừa qua, từ thời điểm mà tôi tham gia cùng với PDCA, học PDCA, rồi tham gia cùng với các đơn vị khác để giúp tôi và các đội ngũ quản lý của tôi vận hành team. Đầu tiên là vận hành team, đội ngũ nhân sự, sau đó là đến vận hành doanh nghiệp, thưa các anh chị. Và ngày hôm nay thì tôi xin phép được chia sẻ với các anh chị, vừa tôi có chia sẻ với các anh chị, đó là tôi xin phép được chia sẻ với các anh chị 4 cái giá trị. Đó là đầu tiên là giúp cho các chủ doanh nghiệp, những người quản lý thấu hiểu bản thân và đội ngũ. Thứ hai là giúp cho chúng ta có đội ngũ gắn kết và tin tưởng. Thứ ba là giúp cho đội ngũ của chúng ta có một cái năng lượng tích cực. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng năng lượng ở trong đội ngũ, năng lượng ở trong doanh nghiệp quyết định đến 50-60% cái sự thành công, cái sự tin tưởng, cái sự phát triển của doanh nghiệp, thì có thể comment giúp tôi số 1 được không ạ? Vâng ạ. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và cái giá trị thứ tư, thưa các anh chị, giá trị thứ tư đó là tôi xin chia sẻ một cái giá trị, đó là cái giá trị mà phát triển đội ngũ và giúp cho nhân sự của chúng ta bình an, an yên, không bị căng thẳng, không giảm bớt cái phần lo lắng, căng thẳng và sợ hãi khi mà làm việc, khi mà làm việc và khi giao tiếp ở trong chính team của mình. Vâng ạ. Vậy thì thưa các anh chị, tôi xin chia sẻ với anh chị một cái chìa khóa đầu tiên cùng với anh chị. Đây ạ, có một cái chìa khóa đó là liên quan đến cái việc mà chúng ta học tập. Xin mời các anh chị có thể đưa tay trái của mình ra như này được không ạ? Vâng ạ. Và các anh chị hãy đặt cái cánh tay phải của mình ạ, đưa cái mu bàn tay đập vào cái phần, chúng ta có thể đưa ngay ngang mắt được thôi ạ. Và đập cái tay này, đập cái mu bàn tay phải vào cái bàn tay trái được không ạ? Vào cái lòng bàn tay trái được không ạ? Rồi, chúng ta đập mạnh ạ. Vâng. Vậy thì các anh chị thấy là cái tay phải của các anh chị nó có vượt qua được cái tay trái của mình không ạ? Các anh chị thấy cái tay phải của mình nó có vượt qua tay trái không ạ? Dạ, bao nhiêu anh chị thấy là cái tay phải của mình nó không thể vượt qua được cái lòng bàn tay trái thì có thể comment số 2 giúp tôi được không ạ? Xin mời các anh chị. Vâng ạ, xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều, số 2. Vậy bây giờ các anh chị có thể giơ cao cái tay lên được không ạ? Giơ cái tay trái cao lên khoảng 50 phân giúp tôi. Và các anh chị đập lên, đập cái tay phải lên. Vâng ạ. Vậy thì các anh chị thấy là cái cánh tay phải của chúng ta nó cũng được nâng lên 50 phân đúng không ạ? Và như vậy là nếu mà cánh tay trái của chúng ta nó lên cao được 50 phân thì cánh tay phải nó cũng lên theo 50 phân. Nếu cánh tay trái của chúng ta lên cao được 1 mét thì cánh tay phải của chúng ta cũng lên cao được 1 mét. Và tương tự, cánh tay trái chúng ta lên càng cao thì tay phải nó cũng lên theo được. Vậy thì ở đây thì có một cái giá trị gì, một cái điều gì? Thưa các anh chị, tôi xin chia sẻ điều này là bởi vì cái năng lực của chúng ta nó giống như là cái bàn tay phải. Như là cái bàn tay trái này. Và bản thân chúng ta, đội ngũ của chúng ta, doanh nghiệp chúng ta nó là cái bàn tay phải này. Vậy thì năng lực của chúng ta, của người chủ doanh nghiệp cũng như là năng lực của đội ngũ, nếu mà chúng ta học tập phát triển lên thì team của chúng ta phát triển lên, doanh nghiệp chúng ta phát triển lên. Còn nếu mà chúng ta không có học tập, chúng ta hoặc là ít học tập thì doanh nghiệp chúng ta nó mãi mãi nằm ở cái phần ngang ngang với mắt chúng ta như thời điểm ban đầu, thưa các anh chị. Và ở đây thì tôi xin chia sẻ cùng với các anh chị là tôi thì hay chia sẻ với các anh em là khi mà thông thường á thì chúng ta học đại học xong, chúng ta ra đi làm có thể là những giai đoạn đầu thì chúng ta đi làm thuê, chúng ta làm tự doanh, và sau này dần dần chúng ta làm chủ doanh nghiệp, và chúng ta nghĩ rằng là vậy thì bây giờ chúng ta đã có bằng đại học rồi, thậm chí ở đây thì chắc là có những anh chị đã có bằng thạc sĩ rồi, tiến sĩ rồi, vậy thì không biết là chúng ta học thì để làm gì nữa. Thưa các anh chị, là ngày xưa lúc mà tôi đi học các cái lớp quản trị doanh nghiệp đầu tiên ấy, thì năm 2016, và có một cái cơ duyên là một người anh giới thiệu tôi đi, có chỉ cho tôi là bây giờ thấy là em làm doanh nghiệp mà vất vả quá, căng thẳng, stress liên tục, doanh nghiệp thì hỗn loạn, và anh ấy chỉ tôi đi học cái lớp CEO, giám đốc điều hành. Thì lúc đấy tôi bảo là bây giờ làm thì việc thì nhiều như thế này rồi, công việc thì không hết, mà bây giờ thì không biết là đi học để làm gì.
và thời gian đâu để mà đi học. Và sau này khi tôi đi học rồi thì tôi mới hiểu là à, nếu mình không học thì mãi mãi nó cứ hỗn loạn như vậy thôi. Không học, không làm thì mãi mãi hỗn loạn như vậy. Và ở đây thì muốn chia sẻ cùng với anh chị một cái chìa khóa, đó là về bốn cái bước học tập. Đầu tiên là cái việc mà chúng ta không biết cái điều mà chúng ta không biết. À, khi mà chúng ta chưa có team, chúng ta chưa quản lý team, chưa quản lý đội ngũ nhân sự. Ví dụ như chị Hằng đúng không? Chị Hằng bây giờ là có 15 nhân sự. À, xin mời chị Hằng có thể mở mic giúp tôi được không? À, xin mời các bạn hỗ trợ mở mic cho Hằng, chị Hằng tương tác cùng tôi nha. Dạ. Cảm ơn chị Hằng rất là nhiều. Chúng ta hãy cùng comment thật nhiều số 3 để gửi lời biết ơn tới chị Hằng. À, xin hỏi chị Hằng là lúc mà chị chưa quản lý team, chị chưa điều hành doanh nghiệp, thế thì chị có biết điều hành doanh nghiệp nó như thế nào không? Và làm nó như thế nào không? Ngày xưa chị là đi làm trợ lý cho sếp thì chị nhìn thấy cũng có quy trình biểu mẫu đấy, nhưng mà lúc đấy mình còn trẻ, mình không để ý tới. Dạ, ok, cảm ơn chị Hằng. Mình không để ý. Và chị có băn khoăn gì không? Ví dụ như buổi tối về thì chị có băn khoăn đi làm một ngày về xong là buổi tối, hoặc có một cái thời điểm nào đó chị băn khoăn là ô thế bây giờ phải điều hành doanh nghiệp làm sao cho nó tốt không ạ? Điều hành đội ngũ làm sao cho nó tốt không ạ? Rất là nhiều chuyện xảy ra luôn, và tối cũng suy nghĩ cách giải quyết như thế nào để ổn thỏa. Và khi nào thì cái thời điểm nào thì chị bắt đầu là có team, khi nào từ thời điểm năm bao nhiêu thì chị bắt đầu điều hành team ạ? Vận hành team. Năm nay ạ. À, năm nay đúng không? Năm ngoái là chỉ là một mình ôm đồm hết phòng kinh doanh mình. Rồi, xin mời chúng ta cùng nhau gửi lời những lời chúc mừng. Chúng ta comment thật nhiều số 4 để chúc mừng chị Hằng đã bắt đầu quản lý team rồi. Xin mời các anh chị. Dạ. Vậy thì chị Hằng ơi, chị Hằng cho hỏi là từ thời điểm nào thì chị biết rằng là chị muốn làm nhưng mà lại chưa làm được cái việc mà quản lý tốt team, vận hành tốt team, vận hành tốt doanh nghiệp? Từ cái hồi mà công ty đơn hàng lên nhiều á. Dạ. À, và mình thấy là người ta có nhân viên xử lý xong cái gì mình cũng làm hết á, xong mệt mỏi quá rồi bắt đầu hỏi thăm mấy anh chị trong nghề. Dạ. Chị tuyển nhân viên sale như thế nào, đặt KPI như thế nào, hướng dẫn em với gì đó, cũng chia sẻ, cũng người ta cũng cho em biểu mẫu nhưng mà em vẫn không vận dụng được, không chưa biết cách làm. Dạ. Khi hỏi xong rồi em cũng tập tành làm từ từ thì thấy giờ nó cũng hơn xưa một chút xíu. Có tiến bộ rồi đúng không? Có cải thiện rồi đúng không? Dạ có cải thiện, thì cũng rồi, có chút tâm thì mới cải thiện thôi, chứ còn mình cứ lơ lơ không ấy. Em vẫn đang hiện tại là một bạn làm được gần một năm, một bạn thì mới vào, một bạn marketing cũng mới vào luôn, là mới 3 người thôi, còn lại là ok, cảm ơn chị Hằng. Vậy thì sau khi mà một thời gian bắt đầu chị vận hành team thì chị mới thấy là hình như là mình chưa làm tốt cái việc quản lý đội ngũ, đúng không? Đúng chưa rồi. Làm tốt, và bản thân chị thì có khát khao và mong muốn cải thiện điều này không ạ? Rất là muốn luôn. Làm sao để các bạn tự giác, làm sao mà mình nhẹ cái công việc của mình đi. Mình rất là nhiều việc mà cái gì cũng chị ơi nhức hết cả đầu luôn. Coi là nếu mà chị mà giỏi nhất thì chị làm cả đúng không ạ? Đúng, làm tất luôn. Vâng ạ, mời các anh chị comment từ nếu mà chủ doanh nghiệp và giỏi nhất thì làm tất ạ, xin mời. Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây là chủ doanh nghiệp mà đang thấy là mình hình như là mình đang gánh team làm tất thì xin mời comment số 10 giúp tôi được không ạ? Tặng cho các anh chị 10 điểm luôn ạ. Dạ. Vâng, cảm ơn các anh chị, cảm ơn anh Hoàng Tiến. Và thời điểm nào thì chị Hằng nhận ra là mình đã có một cái sự tiến bộ nhất định rồi, một cái sự thay đổi, một cái sự cải thiện nhất định rồi? Sau khoảng bao nhiêu lâu ạ? Từ đầu năm nay là em đã có nghe thầy Ngô Minh Tuấn ạ. Dạ. À, sau đó rồi bắt đầu nghe thì cái não của mình nó thay đổi, tư duy thay đổi. Dạ. Sau đó em lên mạng thì em mới tham gia cái PDCA ấy. Thì khi học được cái giải phóng lãnh đạo với lại cái khóa mà tự động hóa doanh nghiệp mà học được 3 buổi là em phải áp dụng và thay đổi rất là nhiều luôn. Nhưng mà em đặt mục tiêu từ giờ đến cuối năm là phải hoàn thiện hóa công ty về những cái quy trình biểu mẫu đó. Hay quá, cảm ơn chị, chúc mừng chị ha. Xin vậy là chị Hằng đã tham gia khóa giải phóng lãnh đạo và khóa tự động hóa doanh nghiệp 1 rồi đúng không? Dạ đúng rồi.
Ok, chúc mừng chị. Xin mời chúng ta hãy cùng nhau comment cái chìa khóa là giải phóng lãnh đạo. Vâng ạ. Xin mời các anh chị ạ. Xin mời chúng ta cùng nhau tương tác nha. Dạ. Chúng ta có thể viết tắt cũng được ạ. Dạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Thưa các anh chị, để mà giúp các anh chị giải quyết được các việc liên quan đến vận hành doanh nghiệp thì khóa học tự động hóa doanh nghiệp cũng là một cái khóa học mà rất là có ý nghĩa và giá trị, giúp cho các anh chị các cái quy trình, các cái tiêu chuẩn, các cái phương pháp xây dựng lương, bảng lương, thưởng, mô tả công việc, KPI, rồi các cái quy trình để chúng ta vận hành doanh nghiệp được hiệu quả. Xin mời chúng ta hãy cùng nhau comment cái chìa khóa đó là tự động hóa doanh nghiệp. Vâng ạ. Cảm ơn, xin cảm ơn chị Loan, Nguyễn. Vâng ạ, chị Hằng ơi, vậy thì chị Hằng, ở đây thì chị Hằng sau một thời gian thì chị Hằng nhận thấy là mình có cái sự thay đổi. Chị Hằng đi học này và chị Hằng thấy mình có sự thay đổi về áp dụng và thay đổi, đúng không? Dạ. Vậy thì có một câu hỏi chi tiết hơn muốn nhờ chị Hằng chia sẻ cùng với các chị ở đây là, vậy thì sau khoảng mấy tháng hoặc là bao nhiêu lâu, trong cái thời gian bao lâu á, từ thời điểm chị đi học thì chị bắt đầu cảm nhận được mình có sự tiến bộ, đội ngũ của mình bắt đầu có sự thay đổi, khoảng bao lâu ạ? Em thấy khoảng một tuần đến hai tuần là có sự thay đổi rồi. Nhanh dữ người ta. Tại vì em là một người rất là khó tính luôn, khó tính lắm, cái gì cũng muốn hoàn hảo, nhưng mà với nhân viên thì em vẫn chưa lúc nào em cũng có áp lực mấy bạn hết. Em nhiều khi em chỉ xả luôn nó xong rồi thôi, mấy bạn cũng hiểu tính em, cũng muốn tốt thôi. Nhưng mà đi học về là áp dụng ngay cái họp 5 phút đó. Và họp 5 phút thì mỗi bạn mới đầu nói hơi ấp áp, cũng không biết nói gì hết, không biết lên kế hoạch, không biết làm cái gì hết, thì mới đầu là nhát vài bữa thôi, rồi từ từ mỗi ngày mà mỗi yêu cầu các bạn tăng cái chất lượng báo cáo lên. Đó, hôm nay không có nói chung chung nữa mà nói chi tiết cụ thể hơn là gặp vấn đề gì và em giải quyết như thế nào. Okay. Từ từ cảm ơn anh chị thay đổi. Hay quá. Vậy thì chị có mong muốn là chị có khát khao và mong muốn là bản thân chị, bản thân mình là chủ doanh nghiệp rồi và cái team của mình ấy ngày càng hoàn thiện hơn, và ví dụ như là cái phần mà 5 phút chẳng hạn, vừa chị nói là họp 5 phút hay là làm kế hoạch 5 phút ạ? Họp 5 phút. Vâng. 5 phút mấy bạn nhân viên luôn, tại vì có ít nhân viên họp chung luôn, còn nếu sau này mà nhiều rồi là các bộ phận á sẽ phải tự họp chứ em không có họp nữa, ví dụ vậy. Cảm ơn chị. Vậy thì chị có muốn là các cái hoạt động ở trong cái doanh nghiệp của chị, trong cái đội ngũ của chị thì các bạn sẽ được thành thạo không? Nâng lên cái mức thành thạo không ạ? Cái mức nào nhuần nhuyễn thành thạo á? Có. Cái điều đó là chắc chắn là phải rồi, không thành thạo không làm được. Ok, cảm ơn chị. Dạ. Bao nhiêu trong số các anh chị ở trong Zoom ngày hôm nay cũng mong muốn đội ngũ của mình thành thạo các cái kỹ năng trong doanh nghiệp của mình ạ? Các cái kỹ năng về chuyên môn, về ngoài chuyên môn. Thì chúng ta hãy cùng nhau comment số 1 được không ạ? Vâng ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thưa anh chị, đấy là một điều mà chúng ta ai cũng mong muốn, nhưng mà để lên được cái hành trình đó thì nó cần phải có một cái quá trình và cần phải có thời gian, cũng như cần phải có những tác động. Ở đây thì chị Hằng là cái người đã đi học rồi về áp dụng những cái kiến thức đã học, mình học được mang về cho đội ngũ. Và thưa các anh chị, thì ở đây thì khi mà lên đến bậc số 3, từ số 2 lên bậc 3 có nghĩa là cái thời điểm này là mình biết những điều mình biết làm. Có nghĩa là lúc này mình biết và mình làm được, nhưng mà làm được nó chưa thành thạo. Và nếu lên bậc số 4 thì chúng ta sẽ biết làm và biết làm thành thạo. Xin chia sẻ đúc kết lại ở cái phần này, đó là bước 1 là chúng ta không biết. Cái điều chúng ta không biết có nghĩa là chúng ta không biết những cái việc mà chúng ta không biết, không làm. Ví dụ như là trước thời điểm mà chị Hằng mà làm doanh nghiệp, bắt đầu quản lý doanh nghiệp và quản lý team thì chị không có lo lắng gì về cái việc mà và đội ngũ gì cả. Nhưng mà khi chị làm quản lý, chị làm chủ doanh nghiệp thì chị bắt đầu biết là mình không quản lý tốt team, biết là mình vận hành công ty chưa tốt. Và lúc này thì các anh chị đã bắt đầu lên đến bậc số 2. Lên đến bậc số 3 là gì ạ? Lên bậc số 3 là chúng ta học tập và chúng ta áp dụng những kiến thức chúng ta làm, học và hành. Những cái kiến thức, ví dụ như chị mang cái phần họp 5 phút về này, rồi chị Hằng mang cái phần các cái quy trình này, quy chế về để chị xây dựng và áp dụng vào doanh nghiệp, thì từng bước doanh nghiệp chúng ta nó sẽ tốt lên. Và đến cái bước thứ tư, cái bước học tập thứ tư, nó là cái bước mà chúng ta sẽ sau một cái quá trình thì nó sẽ thành thạo.
các cái kỹ năng mà chúng ta đang làm. Ví dụ các bạn nhân sự chị Hằng sẽ thành thạo cái kỹ năng họp 5 phút. Lúc đầu thì nó sẽ ấp úng, nhiều giống như chị Hằng chia sẻ. Lúc đầu các bạn ấy đứng lên nói thì ấp úng, và cũng thậm chí là lúc đầu các bạn cũng chả biết báo cáo gì cả. Nhưng mà dần dần đấy, thì các bạn ấy sẽ thành thạo và nó sẽ trở thành một thói quen. Và thưa các anh chị, ở đây thì có hai cái con số, một con số là 20% màu đỏ, màu vàng, và con số màu xanh là 80%. Vậy thì 20% nó nằm ở bước 1 và bước 2. Đó là cái bước mà chúng ta chưa làm, cũng như là bước mà bắt đầu làm. Bắt đầu làm thì có nghĩa là nó hiển thị lên, giúp chúng ta biết là cái việc chúng ta chưa làm tốt, để chúng ta sẽ đi học và thay đổi. Và 80% thì sẽ nằm ở cái việc mà chúng ta thực hành, áp dụng những cái kiến thức của chúng ta đi học về và chúng ta làm. Và đây ạ, thưa các anh chị, nó sẽ chuyển sang một cái slide. Thưa các anh chị, cái hình này là tôi có chép ở trên mạng về thôi, nó không có gì ghê gớm ạ. Ở cái vùng đầu tiên, ở cái bước đầu tiên thì bản thân chúng ta và đội ngũ sẽ nằm ở cái vùng thoải mái. Bởi vì chúng ta đâu có biết cái việc đấy đâu. Chúng ta không làm việc đấy, và chúng ta cũng không biết, chúng ta cũng không quan tâm, chúng ta không lo lắng gì cả. Nhưng mà khi lên đến bước số 2 là chúng ta có ý thức về việc chúng ta không biết, là chúng ta bắt đầu có ý thức là việc chúng ta không biết vận hành team, không biết quản, gọi là chưa làm cái việc mà vận hành tốt doanh nghiệp. Hoặc là ví dụ như là đội ngũ của chị Hằng, khi mà họp 5 phút ở những cái buổi đầu tiên ấy, họ sẽ có cái cảm xúc đó là căng thẳng, bởi vì họ chưa làm tốt cái việc đó. Ví dụ chị Hằng mời họ đứng lên, đúng không? Và cái người đứng lên thì thường sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng và lo lắng, bởi vì giờ làm chưa tốt. Thì trong bất cứ một cái việc gì cũng vậy thôi ạ. Và ngay bản thân chúng ta cũng thế. Thưa các anh chị, là bản thân chúng ta cũng có những lúc rơi vào căng thẳng. Các anh chị ở đây là chủ doanh nghiệp và là những người quản lý ấy. Nếu mà đã từng rơi vào những cái trạng thái căng thẳng trước các cái buổi họp, hoặc là trước một cái buổi thuyết trình, thì có thể comment giúp tôi số 5 được không ạ? Các anh chị căng thẳng nhất với cái điều gì ạ? Các anh chị lo lắng nhất với cái điều gì ạ? Khi đứng trước một cái việc gì? Tôi lấy ví dụ như là, như bản thân tôi cách đây là khoảng 2 năm á, mỗi lần mà tôi thuyết trình như thế này thì tôi căng thẳng lắm. Và thường là tôi phải ngồi lại, tôi thở, gọi là thở đều một lúc. Và đặc biệt là nếu mà đứng trước đông người nữa, ở đây Zoom thì còn đỡ nha, chứ nếu mà đứng trước độ khoảng 50 đến 100 người nữa mà chia sẻ một điều gì đó thì không biết là đến lúc lên còn nói được không nữa. Cái này thì tôi hay chia sẻ vui, gọi là trên bảo mà dưới không nghe. Bởi vì là mình muốn nói cái điều đấy nhưng mà đứng lên lúc lên chả nói được cái gì cả. Và thậm chí thì nói cái nọ thì nó lại sọ sang cái kia. Rồi ví dụ như chưa nói được hết ý thì đã coi như là xong rồi. Bao nhiêu các anh chị mà cũng giống như tôi ấy, ở cái phần mà ví dụ đứng lên mà chia sẻ một cái gì đó trước đám đông mà lo lắng và sợ hãi thì có thể comment từ tôi được không ạ? Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tiến, cảm ơn anh Văn Tuấn. Cảm ơn các anh chị. Thưa các anh chị, bất kỳ một kỹ năng gì nếu chúng ta chưa thành thạo thì chúng ta sẽ đều căng thẳng và lo lắng. Xin chia sẻ với các anh chị là trong công ty tôi thì cũng như vậy, cũng đã từng như vậy thôi. Và thậm chí là ngay tại thời điểm này cũng vậy. Bởi lý do là có những cái kỹ năng chúng ta chưa có thành thạo và làm để chúng ta căng thẳng. Xin chia sẻ là với các anh chị ở trong Zoom này thì cũng có, tôi thấy có rất nhiều anh em là trong hiện tại là đang là đồng nghiệp của tôi ở đây. Ví dụ như có anh Hoàn này, anh Hoàn Đỗ này, anh Nhữ Hồng Vinh, rồi bạn Trinh. Đó, là những cái người mà đồng nghiệp của tôi ngồi ở đây chắc cũng đang hiện diện ở trong Zoom này. Và thưa các anh chị, là có là cách đây khoảng 2 năm, khoảng gần 2 năm thì có những cái bạn mà trước cuộc họp là bạn ấy xin nghỉ với lý do là bạn ấy bận việc gia đình. Nhưng mà sau này thì tôi mới biết là không phải là các bạn ấy bận, mà là các bạn ấy do các bạn ấy quá lo lắng và căng thẳng. Đó. Thì cái sự lo lắng và căng thẳng nó làm cho chúng ta bị sợ chết, stress và rơi vào cái vùng sợ hãi, hoang mang sợ hãi. Và thậm chí còn không dám lên công ty để họp một cái nội dung nào đó ở trong công ty. Và các bạn ấy thấy là mình chưa làm tốt. Và để khắc phục cái điều này thì có một cái cách, đó là chúng ta chỉ có cách là chúng ta tiến bậc lên thôi. Nếu chúng ta biết chưa làm tốt thì có nghĩa là chúng ta có cơ hội chúng ta sẽ thay đổi điều đó. Còn nếu mà chúng ta luôn luôn tự hào là chúng ta làm tất cả mọi việc đều tốt rồi thì chúng ta không còn cơ hội để thay đổi nữa. Và lúc này thì cái tư duy tôi biết rồi nó hiện lên. Chúng ta biết, nhưng mà nếu mà chúng ta thay đổi thì chúng ta sẽ lên được bậc.
Còn nếu mà chúng ta biết rồi thì chúng ta sẽ không thay đổi nữa. Và thưa anh chị, để thay đổi thì có một cái cách, đó là chúng ta học, làm và lặp đi lặp lại cái thói quen này. Và như vậy chúng ta sẽ bước sang một cái vùng gọi là vùng học tập. Vâng ạ, thưa các anh chị. Rồi xin mời các anh chị cùng comment cái vùng học tập được không ạ? Từ khóa học tập được không ạ? Đây là một từ khóa vô cùng quan trọng, mà tôi tin rằng là ở đây không chỉ bản thân tôi mà tất cả các anh chị đều đang rất là khát khao được học tập để phát triển doanh nghiệp của mình, phát triển bản thân mình lên. Bằng chứng là các anh chị đang hiện diện ở trên Zoom này. Chúng ta cùng nhau học tập và chia sẻ những cái kinh nghiệm thực chiến, những cái kiến thức mà chúng ta đã làm, đã vận dụng vào doanh nghiệp của mình. Vâng, cảm ơn các anh chị. Cảm ơn bạn Liên. À, thưa các anh chị, là khi mà đến cái vùng học tập ấy, thì lúc này chúng ta đã tiến bộ rất là nhiều rồi. Ví dụ như là có anh chị thì học tập đã cách đây 5-10 năm rồi. Có anh chị thì mới học tập cách đây được vài tháng đến 1 năm. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu bước vào con đường học tập thì chúng ta mới thấy là cái việc vận hành doanh nghiệp này, muốn vận hành doanh nghiệp, muốn vận hành đội ngũ thì chúng ta phải đi học. Nó không phải đơn giản là cái câu chuyện mà chúng ta muốn làm theo kiểu kinh nghiệm được. Và cái quá trình học này, sau đó chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ trưởng thành. Bản thân đội ngũ của chúng ta, nhân sự chúng ta sẽ trưởng thành lên. Và bản thân chúng ta cũng trưởng thành lên. Và đây ạ. Thưa các anh chị, đây là một trong những cái tư duy. Vâng, tôi xin chia sẻ các anh chị là một cái tư duy về cái phần năng lượng. Ở đây, ví dụ như công ty tôi thì thường xuyên truyền thông về cái phần này, chia sẻ về cái phần này. Nếu mà chúng ta ở cái vùng sợ hãi, chúng ta ở bậc 2 và ở cái vùng sợ hãi, thì nó sẽ ứng với cái vùng dưới cái dòng kẻ. Đó là cái tư duy, đó là cái sự tiêu cực, đó là cái năng lượng màu đỏ. Và cái năng lượng này, nếu mà ở cái phần năng lượng này thì chúng ta làm việc có hiệu quả không ạ? Nếu mà các anh chị thấy là, nếu mà các anh chị thấy phần này mà làm việc mà không hiệu quả thì comment dùm tôi số 0 được không ạ? Dạ. Thưa các anh chị, nếu mà bản thân chúng ta và đội ngũ của chúng ta mà nằm ở cái phần năng lượng màu đỏ này ấy, thì chúng ta sẽ làm việc không hiệu quả. Và tâm thế sẽ là đổ lỗi, bào chữa và phủ nhận. Cái việc mà chúng ta làm chưa tốt không phải do lỗi của chúng ta, mà do lỗi của người khác, do lỗi của chủ quan, do lỗi của khách quan, do lỗi của người này, người kia chứ không phải do chúng ta. Và chúng ta biện, thường là biện minh cho cái việc đó. Tuy nhiên thì nếu mà khi mà bước sang vùng học tập, ví dụ như chị Hằng ở đây, chị bắt đầu đi học cái khóa giải phóng lãnh đạo, cái khóa về tự động hóa doanh nghiệp, và chị áp dụng các cái quy trình, các cái biểu mẫu hướng dẫn, quy chế lương thưởng, và chị thấy là doanh nghiệp của mình, đội ngũ của mình dần dần tốt lên. Vậy thì cái sự tự tin ở trong chị Hằng bắt đầu xuất hiện, và cái năng lượng, cái sự tích cực nó bắt đầu xuất hiện, và nó giúp cho chị lúc nào cũng ở trong cái trạng thái xanh, màu xanh. Đó là cái năng lượng tích cực. Lúc này là mình làm chủ. Ví dụ như là nếu mà có sai lầm, chúng ta làm chưa tốt thì chúng ta cũng chia sẻ là chúng ta làm chưa tốt, và chúng ta chịu trách nhiệm với cái hành động của chúng ta. Vâng ạ, thưa anh chị. Và đây ạ, một trong những cái nguyên lý mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị, hai cái phần này thì tôi copy ở trên mạng về đấy. Nhưng mà tại sao tôi lại copy về? Bởi vì nó ứng nghiệm với cái phần mà bản thân tôi và đội ngũ của tôi đã trải qua trong cái thời gian vừa rồi, trong 2-3 năm vừa rồi. Nếu mà chúng ta học về mà chúng ta không thực hành thì nó có thành kỹ năng của chúng ta không ạ? Ví dụ như chị Hằng mà học xong về không làm, cứ để trong cái cuốn tập với trong những cái lời ghi chú của chúng ta thôi, sự đúc kết thôi, thì có thành kỹ năng và chúng ta có giỏi lên mỗi ngày không ạ? Vâng ạ. Và ở đây thì nó cũng xuất hiện cái con số, đó là cái con số 20 và con số 80. Cái phần học của chúng ta thì nó chỉ chiếm 5% thôi. Cái phần mà chúng ta đúc kết về, chúng ta nó sẽ chiếm 15%. Tổng hai cái yếu tố này, từ học đến đúc kết về là chiếm 20%. 80% để chúng ta thay đổi và phát triển, nó nằm ở cái phần mà chúng ta thực hành. Chị Hằng sẽ mang về doanh nghiệp làm cái gì? Quy trình mang về áp dụng vào những bộ phận nào? Quy chế lương thưởng áp dụng vào những bộ phận nào?
đúng không ạ? Xin mời các anh chị cùng nhau comment từ thực hành được không ạ? Dạ, xin mời các anh chị ạ. Vâng ạ. 80% làm ở thực hành các anh chị ạ. Và đây là cái trải nghiệm của bản thân tôi cũng như là các anh chị em ở trong team. Thưa các anh chị là nếu mà các anh chị muốn phát triển một kỹ năng thuyết trình, tôi lấy ví dụ là chúng ta phát triển kỹ năng thuyết trình đi ha. Kỹ năng thuyết trình và đào tạo đội ngũ mà chúng ta chỉ học lý thuyết thì chúng ta có khi mà đứng lên thuyết trình thật thì chúng ta thuyết trình được không ạ? Và nếu mà một thời gian mà chúng ta thực hành nó liên tục thì chúng ta sẽ trở thành những người có kỹ năng thuyết trình giỏi và làm chủ được cái sân khấu, làm chủ được cái team, làm chủ được cái năng lượng trong cái buổi chia sẻ đó của chúng ta, đúng không? Vâng ạ. Ở đây thì tôi xin chia sẻ cùng với các anh chị một cái video. Tôi xin share lại để nó có âm thanh ha. Giờ đây ạ. Bài học từ loài nhũ trời. Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy nhũ trời bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi tại sao? Khi nhũ bay vỗ cánh, nó sẽ tạo một lực đẩy cho con bay phía sau bằng cách bay theo hình chữ V. Khi nhũ bay lạc khỏi đội hình, nó sẽ nhận ra ngay sự vất vả nếu bay riêng rẽ và đơn độc. Khi biết chia sẻ chung chí hướng và ý thức cộng đồng, người ta có thể đến nơi họ muốn một cách nhanh hơn và dễ dàng hơn. Khi một con nhũ bị rơi ra khỏi đội hình, nó sẽ cảm thấy bị lôi kéo trở lại, ngăn không cho bay một mình. Vì thế, nó sẽ nhanh chóng quay trở lại đội hình để tận dụng lực nâng của con ngỗng phía trước nó. Nếu chúng ta có được sự thông minh, chúng ta sẽ biết hoạt động theo đội hình với những người cùng định hướng. Chúng ta sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của họ và đồng thời giúp đỡ những người khác. Đầu đàn bị mệt, nó quay ngược trở vào đội hình và một con ngỗng khác sẽ tiến lên vị trí tiên phong. Cần phải thay nhau thực hiện những nhiệm vụ khó khăn và chia sẻ vai trò lãnh đạo để con tàu của chúng ta luôn luôn đi đúng hướng. Cần phải chắc chắn rằng tiếng nói của chúng ta phải mang tính khích lệ. Trong nhóm nếu có sự động viên khuyến khích, năng suất làm việc sẽ được tăng lên rất nhiều. Khi một con ngỗng bị ốm, bị thương hoặc bị bắn rơi, hai con ngỗng khác sẽ tách ra khỏi đội hình để theo con ngỗng đó và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở với nó cho đến khi nó chết hoặc có thể tiếp tục bay. Sau đó, chúng sẽ nhập vào một nhóm hoặc bắt kịp với bạn. Hãy luôn sát cánh bên nhau dù trong những giờ phút khó khăn hay khi yên bình suôn sẻ. Ivy Vương giới thiệu bạn to Bangkok. Right. Ok. Right. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy video vừa rồi rất là thú vị thì có thể comment thật nhiều số 10 giúp tôi được không ạ? Dạ. Yeah.
Cảm ơn các anh chị. Các anh chị có mong muốn team của mình, đội ngũ của mình, doanh nghiệp của mình cũng có được cái sự kết nối, có được cái sự gắn bó, gắn kết giống như cái đàn ngỗng này hoạt động vận hành hiệu quả như đàn ngỗng rồi không ạ? Dạ. Nếu có thì comment thật nhiều chữ tôi được không ạ? Dạ. Vâng ạ, cảm ơn các anh chị. Vâng ạ, đây ạ, tôi xin chia sẻ với các anh chị. Đây là cái giải pháp mà bản thân tôi thời gian qua đã thực hiện. Dạ vâng. Đây ạ. Vừa rồi tôi vừa có nhắc đến cái phần 80-20 ạ. Và đây là cái giải pháp mà tôi và đội ngũ của tôi đã thực hiện. Đó là chúng tôi áp dụng cái phần 80% liên quan đến phần thực hành, phần làm. 20% đó là phần học, đúc kết lại bài học. Ví dụ như là học chị Hằng, tôi cũng đã học cái khóa giải phóng lãnh đạo và tự động hóa doanh nghiệp rồi. Và khi học xong ấy, thì tôi cùng với đội ngũ của tôi, tôi nhớ đợt đấy là chúng tôi học cái khóa tự động hóa doanh nghiệp là 12 nhân sự. Công ty tôi mang 12 đồng đội đi học. Và sau khi về thì chúng tôi có xây dựng các cái quy trình, rồi xây dựng quy chế lương, thưởng. Và chúng tôi áp dụng. Cái thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn các anh chị ạ. Bởi vì giữa cái việc mà mang cái bài học về tổng quan ấy, về để áp dụng chi tiết cho một doanh nghiệp, là một cái việc mà vô cùng là gian nan. Và thậm chí là chúng tôi, bản thân công ty chúng tôi cũng đã phải gọi là đập đi xây lại, bởi vì áp dụng đến một thời điểm là thấy nó không phù hợp, hay là còn gọi là nó chưa phù hợp với công ty, và chúng tôi phải cải tiến nó, chúng tôi phải thay đổi cải tiến nó. Tuy nhiên thì sau độ khoảng 2 đến 3 năm, khoảng 2 năm, tôi nhớ là sau khoảng 2 năm, thì chúng tôi thấy là cái việc mà chúng tôi áp dụng là rất là có ích. Bởi vì nếu không áp dụng thì chúng tôi vẫn làm việc theo kiểu là không có quy trình, và vẫn làm việc giống như là chị Hằng có chia sẻ, là nếu mà không thì chúng ta vẫn làm việc theo kiểu là tự do, và nó không có một cái định hướng, một cái kế hoạch gì cả. Và nếu mà không có quy trình ấy, thì cái việc sai sót là điều dễ hiểu, bởi vì chúng ta làm việc không theo một cái khuôn khổ nào cả. Và công ty tôi thì cũng đã trải qua việc này. Và cái phần 20% thì chúng tôi học và đúc kết, xây dựng ra cái quy trình biểu mẫu hướng dẫn để mang về áp dụng. 80% nó sẽ nằm ở cái phần thực hành, phần làm. Mặc dù rất khó khăn nhưng mà giá trị mang lại thì vô cùng to lớn. Xin mời các anh chị có thể comment cái chìa khóa là 80-20 được không ạ? Xin mời các anh chị ạ. Vâng, xin cảm ơn Văn Quân. Xin cảm ơn anh Tuấn, Thành Nhân. Cảm ơn các anh chị. Dạ, và đây ạ. Đây là một cái hành động. Hành động này là bản thân chúng tôi, bản thân tôi rồi đội ngũ đã áp dụng trong cái thời gian vừa qua. Đó là chúng tôi huấn luyện đào tạo cho đội ngũ, đào tạo cho team 1 giờ trên 1 tuần. Và cái việc này được làm lặp đi lặp lại. Ở đây thì có anh Hoàn là trong cùng team với tôi, là cái người mà đã đồng hành cùng với tôi trong mấy năm vừa qua. Anh Hoàn là những người đồng đội mà đồng hành cùng với tôi từ những năm đầu tiên, và hiện tại thì vẫn đang gắn bó cùng với công ty. Và trong khoảng hơn 1 năm qua thì tôi đã đào tạo 1 giờ, ở đây thì nói là đào tạo thì cũng không, cũng chưa hẳn là đào tạo, nhưng mà cùng nhau chia sẻ để cùng nhau làm, cùng nhau học, cùng nhau làm. Thì phần này thì chắc là xin mời anh Hoàn có thể chia sẻ một cái đôi điều cảm nhận về cái 1 giờ mà chúng ta đã làm việc cùng với nhau á. Tuần nào chúng ta cũng làm việc cùng với nhau 1 giờ cùng với team. Thì không biết là anh Hoàn có cảm nhận như thế nào, và xin mời anh Hoàn chia sẻ cùng với các anh chị ở trong team, trong nhóm Zoom ngày hôm nay được không ạ? Xin mời ban tổ chức giúp anh Hoàn bật mic lên nha. Hoàn giơ tay lên, anh Hoàn giơ tay ray hand lên để cho các bạn ban tổ chức nhận thấy ha. Rồi, ok. Dạ, cảm ơn anh Dũng. Em xin chào tất cả các anh chị có buổi trong buổi tối ngày hôm nay. Thì nói về cái việc mà cùng nhau chia sẻ về cái
cùng làm việc với nhau 1 giờ một tuần. Đối với cái đội ngũ của bên em thì em xin chia sẻ một điều, thì có nghĩa là cái trong những cái lần đầu tiên mà thực hiện cái hoạt động này á, thực sự là cái đội ngũ cũng rất là gặp rất là nhiều cái trở ngại. Thứ nhất là cái thói quen, cái thói quen ban đầu là mình chưa quen với cái nhịp độ làm việc như thế này, thì cũng có những cái thành viên cảm thấy là nó bị gọi là bị áp lực trong cái quá trình vận hành. Tuy nhiên thì càng về sau, thì sau một vài lần, một thời gian vận hành cái việc mà họp theo định kỳ này á, thì team của bên em thì đã có một sự thay đổi rất là rõ ràng. Từ các thành viên, từng thành viên trong trong đội nhóm là cảm thấy cái việc này á, nó giống như đến bây giờ nó giống như một cái món ăn tinh thần, mà tụi em có thể chia sẻ được tất cả những cái khó khăn, những cái vấn đề trong trong cái công việc và trong từng cái lĩnh vực của mỗi người đang phụ trách. Khi mà được chia sẻ thì được nhận rất là nhiều góc nhìn từ những thành viên còn lại, và cái hoạt động này thì đến bây giờ nó trở thành một cái thói quen. Theo cái nhìn nhận của bản thân thì nó là một cái thói quen đã trở thành một cái thói quen tốt, và đội nhóm là phải vẫn cam kết là vẫn phải duy trì cái hoạt động này đến khi nào mà gọi là nó lên được đến cái kỹ năng thành thạo như cái phần mà trong cái 4 bước học tập mà anh Dũng đã chia sẻ. Thì đây là một vài cái đôi điều mà em muốn chia sẻ để anh chị nhìn nhận được cái việc mà chúng em đã vận hành và đã rèn luyện trong suốt cái thời gian vừa qua về cái việc mà liên tục học tập, và từ cái bước cấp độ số 1 đến cái cấp độ số 4 là nó phải trải qua một cái quá trình và đòi hỏi là chúng ta phải kiên trì và bám sát. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Xin cảm ơn Hoàn ha. Rồi cảm ơn Hoàn. Xin mời chúng các anh chị cùng nhau comment số 10 để biết ơn chia sẻ của bạn Hoàn đúng không ạ? Cảm ơn bạn Hoàn rất là nhiều. Vâng ạ, thưa các anh chị, tôi xin chia sẻ là trong hơn 1 năm qua thì cái team của tôi phụ trách một cái team gọi là team văn phòng của công ty. Thì chúng tôi đồng hành cùng nhau 1 tuần 1 giờ và sắp xếp cái thời gian phù hợp. Ở cái thời gian này thì chúng tôi cùng chia sẻ với nhau về điểm năng lượng, về cái tư duy tích cực, những tư duy thành công. Rồi chúng tôi mở cái video về các cái nền tảng và văn hóa doanh nghiệp của công ty. Sau đó thì chúng tôi cùng làm với nhau, xây dựng với nhau những cái nội dung mà về chung. Ví dụ như là các cái nội dung về mục tiêu chung này, về các cái bảng mô tả công việc của cá nhân này, của từng người này. Sau đó là chúng tôi góp ý cho nhau. Đó. Và chia sẻ góc nhìn với nhau để cùng hoàn thiện. Và sau đó thì chúng tôi ở cái phần cuối cùng thì chúng tôi chia sẻ với nhau những điều mà mong muốn nói trong một cái tuần hay là trong một ngày để giúp cho mọi người thấu hiểu lẫn nhau. Và qua khoảng hơn 1 năm duy trì cái hoạt động này, thì tất cả các anh chị ở trong team, các anh chị em ở trong team thì đều thấy mình đã phát triển lên rất là nhiều, tiến bộ lên rất là nhiều. Và đặc biệt có một cái mà mọi người đều cảm nhận được, đó là cái năng lượng và cái sự cảm thông, cái sự chia sẻ bên trong, nó không còn cái rào cản nữa. Thưa các chị, giống như bạn Hoàn vừa chia sẻ, ở cái thời gian đầu á, để mà nói ra được những cái điều mà mình muốn nói với đội ngũ của mình nó rất là khó khăn, ngay cả bản thân tôi cũng thế thôi. Nhưng mà sau khi mà nó thành cái thói quen rồi thì giống như kiểu là ca sĩ ấy, thì cứ lên là cầm mic là hát thôi, chứ đâu có quan trọng là phải hát như thế nào và hát bài gì đâu. Đó. Và khi mà team mà có năng lượng rồi, có được cái sự chia sẻ rồi, có được cái sự thấu hiểu lẫn nhau rồi, thì mọi việc ở trong nó giải quyết rất là dễ dàng, không còn cái những cái mà nó liên quan đến là cái sự phản ứng, không còn những cái yếu tố liên quan đến khó chịu, không còn những yếu tố là liên quan đến cái gọi là sự ganh đua mà nó không có được tốt. Còn chúng ta ví dụ như là chúng ta cùng phát triển ấy, thì chúng ta cạnh tranh để chúng ta phát triển thì nó khác, nhưng mà có những cái ganh đua thì nó lại mang tính là cá nhân và nó tiêu cực và nó làm ảnh hưởng đến năng lượng của đội ngũ. Vâng ạ, tôi thì có một cái rất là tâm đắc với câu nói của chuyên gia võ thuật Lý Tử Long, đó là tôi không sợ người luyện tập 10.000 cú đá chỉ trong một lần, mà chỉ sợ người thực hành một cú đá 10.000 lần.
Đây là cái câu nói rất là nổi tiếng của Lý Tiểu Long, đó là ông ấy luyện cú đá 10.000 lần, có một cú đá thôi nhưng 10.000 lần, và nổi tiếng trên toàn thế giới từ trước đến nay tới giờ. Và có một câu nói khác, đó là lời nói thì chỉ có thể truyền cảm hứng, suy nghĩ thôi thúc chúng ta, nhưng mà chỉ có khi nào chúng ta làm, chúng ta hành động thì nó mới mang lại cái kết quả. Và đây là cái phần mà chia sẻ của bản thân tôi ngày hôm nay. Xin được gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị chủ doanh nghiệp, các anh chị quản lý team đã quan tâm và đồng hành cùng với tôi trong suốt cái thời gian buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Xin mời chúng ta hãy cùng nhau comment thật nhiều số 10 để gửi lời biết ơn tới tất cả các anh chị ngày hôm nay ạ. Dạ, xin mời các anh chị ạ. Dạ, cảm ơn các anh chị. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều, biết ơn tất cả các anh chị. Cảm ơn anh em BDC đã quan tâm và tham gia trong cái chương trình tối nay ha. Cảm ơn Hoàng, cảm ơn Vinh, cảm ơn Trần Phương. Vâng ạ, sau đây thì xin mời các anh chị cùng nhau, chúng ta cùng chia sẻ với nhau ha. Hoặc là các anh chị có đặt cái câu hỏi nào, có điều gì mà các anh chị thấy là cần làm rõ, hoặc là có cái câu hỏi nào thì xin mời các anh chị cùng chia sẻ lên. Tôi rồi các anh chị trong nhóm ngày hôm nay ở đây thì có anh Duy, đồng đội của tôi, rồi các anh chị là chủ doanh nghiệp khác sẽ cùng nhau chia sẻ cùng với các anh chị ạ. Dạ, xin mời, xin chào chị Thục Trang nhé. Dạ, ok. Xin mời các anh chị có câu hỏi nào không ạ? Vâng ạ, xin mời chị Thục Trang. Chị Thục Trang bật mic lên ạ. Các bạn bật mic giúp chị Thục Trang ha. Xin chào anh Dũng, hôm nay rất vui là được gặp lại anh. Cũng mình cũng vào hơi trễ tại vì phải chuẩn bị cho cái ngày hội mục tiêu của công ty vào ngày mai, thành ra là cũng vừa mới duyệt xong các cái công bố vào ngày mai, bây giờ mới tham gia được. Thì cũng muốn hỏi anh một chút về cái một giờ mỗi tuần ấy, thì cụ thể là cái quá trình của một giờ đấy mình sắp xếp nó như thế nào ạ? Tức là cái phần chia sẻ, tức là cái chương trình của một giờ đấy là hàng tuần là nó như thế nào ạ? Dạ vâng, ok, cảm ơn câu hỏi rất hay của chị Thục Trang. Ở đây các anh chị có ai đã triển khai cái phần đào tạo một giờ có thể chia sẻ cùng với lại cả chị Thục Trang được không ạ? Xin mời các anh chị. Dạ, xin mời anh Duy. Hay quá. Vâng, xin chào anh Dũng, chị Trang cùng với tất cả các anh chị. Thì sau khi đi học BDCA được nửa năm, thì mình về thì mình cũng có thực hiện cái công tác đào tạo nội bộ. Đấy, thì mình muốn là làm gì làm thì là nội bộ mình nó cũng phải nâng tầm lên giống như mình. Thì để mình triển khai nó dễ. Và muốn làm được cái việc đó thì là không có cái cách nào khác là mình phải đào tạo, chia sẻ hàng tuần. Để thứ nhất á, là anh em người ta đồng cảm và nó cùng cái tư duy. Thứ hai là mình phải giải thích cho anh em ở trong công ty là biết được là mình đang làm gì, mục đích ý nghĩa là làm cái gì. Đó. Và là coi như là mình phải làm duy trì liên tục để làm sao có cái nguồn năng lượng dương, và cái điều đó nó tạo thành một cái thói quen. Thế thì xin thưa với chị Trang á, là bên em á, thì tầm 3 tháng nay thì đã làm công tác đào tạo đó rồi, nhưng mà khoảng 1 tháng rưỡi nay thì em không phải trực tiếp đứng đào tạo nữa, mà các bạn đó trưởng phòng, phó phòng thì có thể đứng ra thay em có thể làm công tác đó rồi. Thế còn nội dung về đào tạo thì cái bạn nhóm trưởng đó thì sẽ lên cái kế hoạch để tổ chức. Thì đầu tiên là mình phải, theo em như này nhé, một cái doanh nghiệp nếu như có mạnh hay không thì phụ thuộc rất nhiều về cái văn hóa. Khi văn hóa nó mạnh thì doanh nghiệp nó sẽ mạnh. Giống như vừa rồi là em đi vào làm việc với tập đoàn Xuân Thiện, Xuân Thành á, thì em cũng rất bất ngờ là cái văn hóa đón tiếp của người ta. Mình chỉ là một cái đơn vị ví dụ 100 tỷ thì người ta vài chục nghìn tỷ cơ.
Đó, nhưng mà cái cách tổ chức đón tiếp của người ta thì mình cảm thấy là mình rất là được tôn trọng và trân trọng. Và mình cảm thấy đó là một cái văn hóa rất là tích cực mà mình về mình cũng phải rất là ghi nhận và học hỏi. Thì khi mình tới đó thì chị biết đó, là đội ngũ thư ký cùng với tất cả các giám đốc dự án đứng hai bên cầu thang chào. À, đứng hai bên cầu thang đón ngay chỗ cái sảnh đó. Rất là ân cần. Còn là đội ngũ còn lại là cúi chào từ bảo vệ vào. Thế thì là mình cảm thấy à thì ra là cái văn hóa là nó rất là quan trọng. Mà doanh nghiệp của người ta là hàng chục nghìn tỷ, xây dựng bao nhiêu cái công trình thủy điện rồi điện gió rồi là rất là nhiều công trình đó, nhưng mà mình khi mình vào mình làm việc đó, thì cái văn hóa người ta thấy mình cảm thấy là đúng là văn hóa là số một, cho nên là hiện tại là bên em làm rất là mạnh về cái vấn đề đó. Thì đầu tiên là sứ mệnh tầm nhìn văn hóa, thì các bạn hàng tuần về cách thức làm thì lúc nào cũng ôn lại nha chị Trang nha. Bên em là lúc nào cũng ôn lại. Ôn lại bằng cách là cái gì? Bạn nó sẽ đọc là ví dụ như bên em là công ty Tiến Phát thì sứ mệnh của Tiến Phát là gì? Đó. Rồi là giá trị cốt lõi văn hóa của mình là gì? Đó. Rồi tầm nhìn của mình là gì? Ví dụ thế. Thì khi các bạn này đọc lên thì các bạn khác đọc. Thì hàng ngày như thế là tạo thành một cái thói quen. Và các bạn ghi nhớ được trong đầu. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là sẽ chọn ra một cái bài hát. Cái cách thức bên em làm nha, em đang chia sẻ là cái cách thức thực tế bên em đang làm đó, là ôn lại là sứ mệnh tầm nhìn văn hóa giá trị cốt lõi. Thứ hai là chọn một cái bài hát để cho nó có cái nguồn năng lượng và tập thể cùng hát cái bài đó đó, ví dụ như là nói vòng tay lớn hoặc là bài ca xây dựng ví dụ thế, thì mình sẽ chọn ra. Rồi thế còn là một cái bạn chủ trì á, bạn sẽ phân công nội dung. Nội dung thì ví dụ như bạn có thể đề xuất ra là tuần sau thì bạn A này là sẽ thuyết trình, thì nội dung thuyết trình là do bạn A đó tự chọn. Ví dụ như bạn có thể chọn là về nội dung, ví dụ bạn có thể tự nghiên cứu hoặc là bạn có thể đi học, tại vì bên em là vẫn cho đội ngũ đi học bên BDCA. Thế thì bạn có thể đi học ở lớp giải phóng lãnh đạo về, bạn chia sẻ về kế hoạch 5 phút, hoặc là bạn chia sẻ về kỷ luật bản thân đó, hoặc là bạn đó chia sẻ về những cái kinh nghiệm trong vấn đề làm việc, hoặc là ví dụ như là quản trị bản thân, hoặc là các cái bí kíp giải quyết vấn đề, bí kíp quản trị về mặt thời gian, nói chung là rất nhiều cái nội dung, hoặc là những cái bài học gì mà các bạn đã được đi học qua những cái game của BDCA mà các bạn đã học được thì về chia sẻ cho nhau. Thì bên em là hiện tại là đang làm cái việc như thế, cho nên nó là cho nên nó là em chia sẻ như thế để mọi người là nắm được cái cách làm. Thì là nó rất là đơn giản, nhưng mà cái quan trọng là như anh Dũng nói là hàng tuần, như anh Dũng nói là hàng tuần, nhưng mà bên em là cũng làm hàng tuần nhưng không phải một giờ, không phải là một giờ, mà coi như là bên em làm là có hôm ít nhất thì phải 2 tiếng rưỡi, còn không là cả buổi sáng cơ, tại vì 7 rưỡi thì có thể là em làm đến 7 rưỡi là 8 rưỡi 9 rưỡi, có hôm thì đến 9 rưỡi 10 giờ, còn không thì đến cả buổi sáng là đến 11 rưỡi trưa đó. Thì là như 1 tiếng như anh Dũng thì rất là nhanh, 1 tiếng như anh Dũng làm thường xuyên thế thì thực ra mình lên chia sẻ là rất là nhanh đó, nhưng mà anh em thì có nhiều bạn chia sẻ thì là nó xin chia sẻ, và cũng như là có những cái mà em học được thì em muốn trao đổi lại để cho chị Trang cũng như mọi người nắm được cái cách mà em áp dụng em thực hành. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hay quá, cảm ơn anh gì rất là nhiều. Xin mời các anh chị cùng comment thật nhiều Cảm số 10 để cảm ơn câu hỏi và chia sẻ của anh Duy ạ. cảm ơn Duy rất là nhiều, nhưng mà mình cũng đang làm tương tự như vậy, và mình cũng có 2 buổi 1 tuần cơ, tức là một tuần một đầu tiên là cái ngày giao ban vào sáng thứ hai, và cái buổi workshop vào cái ngày thứ bảy. Nó cũng tương tự như của bên Duy, nhưng mà nó đang hơi thiếu một chút lửa ở cái chỗ cái bài hát đấy, với cả một số các cái lặp lặp đi lặp lại, thì mình lại lặp đi lặp lại một số các cái câu hỏi về mục thứ nhất là bên mình thì cái nhân sự thì mình hỏi về cái năng lực, tức là thế mạnh này, mục tiêu trong tuần này, và cái cần cái sự hỗ trợ gì của các những người khác trong công ty, thì là mỗi người có 1 phút để chia sẻ những cái đấy. Thế thì là ngày thứ hai, thế còn lại là cái workshop vào cái thứ bảy cũng là 1 tiếng.
dành cho tất cả các cái chủ đề giống như của bên Duy đấy, là thứ nhất kế hoạch 5 phút, rồi là 5W3H2C chẳng hạn, hay là cái các cái đấy. Nhưng mà thực sự là mình vẫn đang thấy hơi thiếu lửa một chút, vì các bạn tham gia nó đang chưa được hào hứng và theo cái kiểu là bắt buộc, vẫn đang bị là bắt buộc là giờ đấy phải làm cái việc đấy thôi. Thì không biết là anh Dũng có thể chia sẻ thêm ở cái góc độ của bên công ty anh á, thì là cái tức là một cái buổi đấy thì nó diễn ra nó bắt đầu từ như nào, thứ tự như thế nào, hay là các thứ ấy ạ, để có thể em xin góp ý thêm cái này tí nhá anh Dũng nha. Tức là cái này, vâng, em muốn nói thêm về cái thực tế bên em đang làm hồi nãy, là tại vì nhà em nó đang có cháu nhỏ, xin lỗi anh chị chút xíu. Thì như này, cái việc mà để tạo một cái game mà làm cho anh em nó có cái động lực, cái năng lượng thì rất là tốt. Ví dụ bên em đang thực tế đang làm như này, thì em nói là em sẽ làm một cái gói là 30 triệu. Em cho chơi một cái game là 30 triệu và mỗi một lần anh chị em mà giơ tay phát biểu thì sẽ được bốc thăm một lần. Và cái bốc thăm đó nó sẽ thể hiện trên cái tờ giấy và thể hiện cái mệnh giá là tiền từ 10.000 cho đến 500.000. Nha, tiền polymer. Ví dụ như tờ 10.000, 20.000 này, 50.000, 100.000, 200.000 và 500.000. Và để lẫn lộn, em cho cái toán chia ra thì mình ước lượng khoảng chừng 500 tờ nha. 30 triệu đó chị chia ra khoảng 500 tờ để làm cái kế hoạch từ đây đến cuối năm. Thế thì là tự nhiên là có những bạn á, em nói chị mỗi ngày là các bạn làm có thể là 400 ngàn, nhưng bốc được phát là được tờ 500 là các bạn sướng rồi, đúng không ạ? Thế thì bên em đang làm theo cái việc đấy, và em có một cái thùng đàng hoàng đó, bốc thăm. Bốc thăm thì mỗi lần giơ tay lên thì được trả lời xong là cho phép bốc thăm. Và có ban thư ký đàng hoàng nha chị Trang nha, ban kế toán thì làm cái biên bản là hôm nay là ví dụ anh A bốc thăm bao nhiêu lần và mỗi lần được mệnh giá như nào, tổng kết hôm nay là được ví dụ như 500.000, 300.000, ví dụ thế, là mỗi người là được bao nhiêu và tổng kết hôm nay tất cả là mình chia ra bao nhiêu. Thế thì là nó thành một cái động lực, cả cả bảo vệ bên em cũng cho vào làm công tác luôn, cũng vào xây dựng văn hóa, cũng vào học tập luôn, mấy bố cũng bóc hết, thế là cũng sướng mà. Thì nó là mình phải có cái game, chứ nếu như chị mà không có cái game bắt đi học không á, thì nó rất là nhàm chán. Và mình phải giải thích là khi anh đang đi học đó cũng giống như anh đi làm, anh vẫn có lương đó, anh vẫn có tất cả các cái, chứ không phải anh ngồi đây anh nghe anh học nó nhàm chán mà anh không có phải đi làm, anh không có lương đó. Thì chị phải phải xây dựng được và phải giải thích rõ cho cái đội ngũ của mình là mình đang làm gì, lý do tại sao mình làm, và chị phải có một cái game tạo động lực. Và sau khi ví dụ như bên em là cuối năm nay tổng kết xong là xây dựng toàn bộ hệ thống hoàn thiện, thì em sẽ có một cái gói riêng thưởng nóng cho tất cả các anh em riêng. Ví dụ như là bây giờ là đối với những anh em nào tích cực nè, giơ tay phát biểu nhiều là mình có phần thưởng riêng, cái đó là thưởng nóng của ban giám đốc riêng. Còn cái gói kia là gói chung nha chị nha. Thì em muốn nói ý kiến như thế để cái thực tế bên em đang làm mình để chia sẻ với chị Trang cũng như anh chị về cái cách thức nó làm sao nó có cái nguồn năng lượng mà anh em nó tham gia là nó vui vẻ. Rồi xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Ok. Cái này cho mình cũng chia sẻ luôn, là tại vì cái game tương tự như thế là năm ngoái mình cũng đã cho chơi rồi, nhưng mà đến năm nay thì mọi người lại bảo là các bạn ở công ty mình đang nói là cái game là cái mà trò chơi thì phải người ta phải thích chơi chứ không phải thể bắt buộc để chơi được. Thì thực ra năm ngoái là chơi thì cũng rất là vui, vì là mình cũng có phần thưởng chung, phần thưởng nhóm, phần thưởng cá nhân, thì nó có cái trực nhật ấy, là cái đội trực nhật là sẽ phải phải tổng kết điểm với cả các thứ, thì đến cuối năm thì rất là vui khi mà được được chia thưởng. Đấy, nhưng mà đến năm sang năm nay thì lại bắt đầu là thứ nhất là mọi người cũng lấy lý do là bận quá với cả các thứ, và thứ hai nữa là bảo là cái game là thường là game là phải có ai thích thì mới chơi, chứ còn không thể bắt buộc tất cả mọi người em, chơi được. Như này là chị này, em thì để giải quyết cái vấn đề của chị á, thì em nói nếu như mà tham gia không vượt quá 70% là không được tăng lương. À. Tức là không tham gia được quá 70% số buổi đào tạo của công ty là không được tăng lương. Thế thì bây giờ muốn tăng lương thì cứ đi làm công tác đào tạo thôi, được không? Còn nếu như anh không tham gia cũng được, ok, anh không được tăng lương thì anh có hai sự lựa chọn thôi. Bọn em đang làm như thế mà, cả bảo vệ anh không thích tăng lương thì ok, thì năm nay 10 triệu, năm sau cũng có 10 triệu. Thì cái này nó quy định rất rõ ràng và công bằng cho mọi người, chị nha. Thì em thấy cái chuyện nó bình thường. Còn nếu như chị xây dựng được cái gói đó rồi, thì ví dụ như là chị sẽ xây dựng tiếp là một cái gói nữa, nếu như mà cái mức độ tích cực của chị, của bạn này, tùy theo chị chia ra từng 3 cấp đi hay là 4 cấp. Ví dụ như tham gia nồng nhiệt
nhiệt tình thì ví dụ như mức tốt thì ví dụ được thưởng riêng, ngoài cái gói đó thì được thưởng riêng là một tháng lương. Còn ví dụ như bạn nào mà ví dụ mức thứ hai là được ví dụ 80 thêm một tháng lương đó, hoặc là mức thứ ba là ví dụ nữa, cái đó là do mình bày ra, tùy theo cái năng lượng và cái mỗi công ty nó có những cái nhân sự và ngành nghề nó khác nhau, thì cái đó là cái cách thức bên em đang thực hiện. Thì em nghĩ là góp ý cho mọi người thế để có cái cách làm. Còn với như chị nói giờ thích không thích cái gì, nếu như không thích tăng lương thì ok không cần tham dự đấy, còn muốn tăng lương thì phải tham gia thôi, đúng không? Còn nếu như bây giờ là chị có thể yêu cầu cao lên, là ví dụ như là tham gia 80% trở lên thì là mới được, ví dụ thế. Còn ông nào không đủ thì coi như là năm sau lương không tăng, thế thì ông nào cũng phải lo làm hết nha. Rồi em xin chia sẻ thế, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn Duy, cảm ơn Duy. Chúng ta cùng cảm ơn thật nhiều số 10 để cảm ơn chia sẻ rất là hay của anh Duy. Và rất là hy vọng rằng các anh chị sẽ nhận được rất là nhiều chìa khóa từ anh Duy. Có các anh chị nào có thể chia sẻ cùng chị Thục Trang được không ạ? Chị Thục Trang vẫn còn chưa, chị Thục Trang có thỏa mãn với cái câu trả lời, cái chia sẻ chưa ạ? Hay là cần nhận thêm góc nhìn mới? Bạn muốn thêm một số các cái ví dụ khác ở các công ty khác ạ? Và có anh chị nào có đang thực hiện cái phần thực ra thì cái tính chất của bên công việc của bên mình cũng đang khá giống như của bên chỗ anh Dũng á, thì cũng muốn chia sẻ cái anh Dũng chia sẻ thực tế của cái buổi đào tạo của bên anh ấy một tiếng ấy thì là như thế nào ấy. Dạ ok, vậy thì tôi xin chia sẻ ha. Cách đây khoảng 4-5 năm á, thì tôi cũng làm như cách của anh Duy ấy. Tất nhiên là bên tôi tài chính nó không được mạnh nên là không có nhiều tiền để gọi là bơm được nhiều doping như của bên anh Duy. Nhưng mà cơ bản này nó cũng tựa tựa như thế. Và chúng tôi cũng tổ chức chương trình đào tạo, thậm chí chúng tôi còn tổ chức cái khóa đào tạo về CEO ở bên trong nội bộ, mấy lại quản lý cấp trung ở bên trong luôn, cũng gọi là thuộc dạng tương đối là chuyên nghiệp ấy nha, chứ không phải không ha. Cũng tổ chức rồi thậm chí là thuê khách sạn ra vào khách sạn đào tạo, khách sạn 3-4 sao đào tạo. Một buổi đào tạo thuê cũng mười mấy, cũng chi phí hết cả mười mấy hàng triệu một cái ngày đào tạo ha. Và nhưng mà sau này thì phần này thì cũng chia sẻ cùng anh Duy cả mọi người nha. Đến thời điểm này thì cái chìa khóa mà tôi nhận được á, qua một cái quá trình trải nghiệm, tất nhiên là cái phần mà cảm nhận thì chúng ta sẽ đi đến bước nào thì chúng ta sẽ cảm nhận được bước đó, bởi vì nó không đúng và không sai. Nhưng mà về cái lộ trình ấy thì về cơ bản nó sẽ đi như thế này chị Thục Trang ha. Đây ạ. Chúng ta sẽ nhìn thấy là cái số 80 và 20 nó xuất hiện liên tục. Và nếu mà như cách đây 4-5 năm thì chúng tôi đào tạo là lý thuyết. Ví dụ như đào tạo lớp CEO, lớp quản lý cấp trung cũng là đào tạo lý thuyết thôi. Nhưng mà sau này thì tôi mới nhận thấy là cái phần học mới cái phần đúc kết về, mà thậm chí là chúng ta làm ra công cụ nó chỉ chiếm 20% thôi. 80% nó nằm ở cái bước mà chúng ta, nó nằm ở cái bước 80%, nếu mà ở bước 4 bước học tập với kìa, nó nằm ở bước 3 và bước 4. Chúng ta đi học, chúng ta đúc kết xong, chúng ta phải làm. Có nghĩa là lúc này đào tạo không phải là việc mà chúng ta ngồi học không, mà chúng ta phải làm một cái gì đó. Tôi lấy ví dụ nhân sự của chị Thục Trang là giống như nhân sự bên tôi, đó là chuyên ngành về kỹ thuật. Và thông thường thì mọi người sẽ có một cái điểm yếu, đó là cái phần mà tự tin khi mà đứng trước giao tiếp cho đám đông, đúng không ạ? Vậy thì điều gì nếu mà chị Trang sau khoảng 6 tháng 1 năm chị Trang giúp toàn bộ cái team quản lý của chị Trang đứng trước đám đông mà chia sẻ giống như một diễn giả, thì họ có năng lượng không ạ? Họ có tích cực không ạ? Theo chị Trang thấy thì họ có tích cực không? Và năng lượng không? Có động lực để đi học không? Để học tiếp không? Chắc chắn là sẽ có, tại vì là họ đã cũng đã bị một số các cái comment về cái trình bày á, là họ bị khách hàng rồi bị cơ quan quản lý nhà nước là đã comment rồi, cho nên là chắc chắn là nếu mà giúp cho họ cái đấy thì họ sẽ mong muốn là được đào tạo cái đấy. Và chị Trang là người tham gia BNI đúng không? Đúng ạ. Vâng, vậy thì khi chị tham gia BNI thì nó bao nhiêu phần trăm là thực hành trong BNI? Ví dụ như là đứng lên giới thiệu 30 giây là phần thực hành hay là lý thuyết? Đúng cái không? Đấy là cái đấy là thực hành rồi, mình phải bắt đầu thì nói. Chị tham gia BNI được bao lâu rồi ạ? Cũng được 1 năm, hơn 1 năm.
Ở đây bao nhiêu trong số các anh chị ở đây là có đã đang là tham gia trong tổ chức BNI thì xin mời có thể comment từ tôi được không ạ? Vâng ạ, tổ chức kết nối lớn nhất của thế giới với hơn 300.000 thành viên trên 79 quốc gia. Vậy thì ở những ngày đầu tiên chị Trang mà đứng lên chia sẻ bài 30 giây, chị Trang có thấy có gặp khó khăn gì không? Chị Trang có thể chia sẻ giúp mọi người được không ạ? Thực ra là rất khó khăn, tại vì là trong vòng 30 giây là mình rất là nhanh và mình không biết là mình phải nói cái gì cả. Nhất là cái doanh nghiệp của mình nó lại không phải là một cái doanh nghiệp mà có cái mặt hàng sản phẩm nó có hữu hình. Thế thì mình rất khó để giới thiệu. Đến bây giờ mình vẫn thấy khó khăn đối với cả cái 30 giây đấy. Vâng, bây giờ xin mời chị Trang thực hành luôn bài giới thiệu 30 giây với tất cả các anh em đây. Chị giới thiệu doanh nghiệp mình nha, cơ hội cho chị nha. Tôi sẽ bắt đầu cho chị Trang nha. Lúc nào mà tôi giơ tay lên là chị Trang hết giờ. Để chúng ta thấy là cái phần chúng ta, tại sao mà chúng ta lại phải có cái phần tập trung vào 80% là làm và nó là ở phần thực hành ha. À, chị Trang đã sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng anh. Tôi sẽ đếm 3, 2, 1 và chị Trang sẽ action nha. 3, 2, 1, action. Xin chào mọi người, tôi là Đặng Thục Trang, giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc Simplus. Chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm về lĩnh vực quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc. Chúng tôi mệnh danh là nhà châm cứu đô thị và chúng tôi mong muốn giúp đỡ cho các chủ doanh nghiệp về cái mô hình kinh doanh và các cái cơ sở kinh doanh có hiệu quả cao về sử dụng đất và cũng như là các cái hiệu quả về thiết kế công trình. Xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, chị Trang nói hết 31 giây. Về cơ bản là rất là chuẩn ha. Bây giờ ai tự tin, nếu anh chị chưa tham gia BNI có thể chia sẻ cùng tôi bài 30 giây giới thiệu về doanh nghiệp mình không ạ? Để chúng ta thấy được rằng là cái việc mà chúng ta thực hành nó thực hành và làm nó quan trọng như thế nào đối với cái sự thành thạo về kỹ năng của chúng ta. Xin mời. Xin mời các anh chị chúng ta cùng nhau vui vẻ nhá. Chúng ta cùng học tập, cùng chia sẻ với một cái tư duy là tích cực và vui vẻ. Xin mời các anh chị ạ. Các anh chị thấy chị Thục Trang chia sẻ có tuyệt vời không ạ? Bao nhiêu các anh chị thấy là mình chia sẻ, chị Thục Trang chia sẻ rất tuyệt vời thì hãy comment từ tuyệt vời lên được không ạ? Chị nói đúng 31 giây mà chị tham gia BNI được khoảng gần 1 năm. Vâng ạ. Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây tự tin giới thiệu bài 30 giây về doanh nghiệp của mình mà tuyệt vời như chị Thục Trang thì có thể là comment số 1. Còn nếu mà chưa thấy ok bằng chị Trang thì có thể là comment số 0 được không ạ? Vâng ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Vậy các anh chị, đây là một cái minh chứng cho cái việc là cái việc nó thực hành nó vô cùng quan trọng. Và cái việc này chị Trang lặp đi lặp lại cũng hàng tuần đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng, vậy thì đấy, thưa các anh chị, là ở đây là chúng ta, bản thân tôi thì tôi nhận ra một điều là 20% nó nằm ở cái phần chúng ta học chia sẻ với các anh chị. Ở đây thì có anh Duy nữa, là cách chặng đường của anh Duy đi đang rất là đúng rồi và anh cứ tiếp tục duy trì. Tuy nhiên thì sau này cái việc đào tạo chúng ta nó cũng lên các cái lớp thang như thế này, nhưng mà chúng ta phải đi qua từng lớp, chúng ta không thể nhảy cấp được, bởi vì nếu mà chúng ta nhảy cấp thì nó cũng không mang lại hiệu quả, và chúng ta phải đi lên từng bậc một. Khi nhận ra một cái điều gì đó thì chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta cải tiến. Và cái việc cải tiến này nó từng bước một. Và bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng đã đào tạo như của anh Duy và cũng mang lại hiệu quả mà. Và thực sự thì cái thời điểm đấy trong team cũng rất là năng lượng. Và các anh em thì cũng học hỏi được rất là nhiều. Tuy nhiên thì đến thời điểm này thì chúng tôi lại đi thêm một cái lớp khác, một cái bậc thang khác. Đó là chúng tôi tập trung vào 80% của cái việc thực hành. Và ở phần chị Thục Trang có chia sẻ thì đây là tôi xin chia sẻ cái phần này đây. Các anh chị đã nhìn thấy rõ cái file này chưa? Tôi share chưa? Đây ạ, đây là một cái gọi là một cái timeline cho một cái buổi 1 giờ. Và cái buổi này nó chỉ diễn ra trong 1 giờ thôi. Nó sẽ không hơn. Và tuần nào chúng tôi cũng làm cái việc này. Đầu tiên là chúng tôi phải công tác chuẩn bị thì không cần nói ha. Chúng tôi chia sẻ cái tư duy thành công là thứ nhất là năng lượng cái gì tham gia 100% này, rồi là bỏ đi cái tôi biết rồi này, rồi năng lượng xanh này, cái năng lượng tích cực, năng lượng tiêu cực này, cái tư duy về vui vẻ.
Sau đó thì chúng tôi sẽ chiếu cái 7 cái nền tảng và văn hóa doanh nghiệp của công ty một cái video lên. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ cùng nhau làm. Đây này, đây là cái cốt lõi này. Nó có khoảng 40 phút là chúng tôi 35 đến 40 phút là chúng tôi làm cùng nhau. Hành động cùng nhau. Ví dụ xây dựng một cái bảng mô tả công việc chung với nhau. Đó. Hoặc là xây dựng cái KPI chung với nhau. Bởi vì chỉ có làm thôi, chỉ có trong làm thôi, trong trong hành động thôi thì nó mới tạo thành kỹ năng được. Đó. Hoặc là ví dụ như nếu mà chúng tôi thấy là chúng tôi giới thiệu 30 giây chưa tốt thì chúng tôi có thể đào tạo nhau giới thiệu 30 giây. Hoặc là chúng tôi đào tạo một cái quy trình về thực hành, một cái quy trình về gặp khách hàng. Ví dụ đến chào hỏi như nào. Ở đây anh Bình là cái người mà anh Thanh Bình đây cũng là đồng đội của tôi, đồng đội của tôi ở trong công ty này. Thì anh ấy đào tạo rất là tốt về cái phần là gọi điện cho khách hàng chẳng hạn thế. Đó. Và nếu mà gọi điện cho khách hàng mà chỉ giảng lý thuyết thì có được không ạ? Không, bắt buộc là phải thực hành. Sau đó thì chúng tôi sẽ có một cái phần là chia sẻ cái BFO. BFO có nghĩa là cái bài học mà chúng ta nhận được sau cái buổi làm việc. Và cuối cùng là chúng tôi kết thúc buổi làm việc bằng một tràng pháo tay. Thì đấy là các bước. Tôi gọi cái này là các bước đơn giản để chúng tôi triển khai một cái buổi làm việc chung với nhau, một buổi đào tạo và thực hành chung cùng nhau. Dạ, xin là cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe phần này ạ. Không biết là chị Thực Trang phần này đã thỏa mãn chưa? Quá tuyệt vời đấy anh Dũng ạ. Tại vì thực tế là mình cũng đang thấy là cái việc mà các bạn ấy cũng tự cảm nhận được là đã qua cái buổi đầu tiên về những cái đào tạo về nền tảng rồi thì nó phải đi sâu hơn và nó thiết thực hơn, chính là cái việc là các bạn hiện giờ là mình cũng thấy là các bạn đang tập trung vào rất là tốt ở những cái công việc mà về sản xuất và teamwork và cho chính cái doanh số vẫn tăng, cái sản lượng vẫn tăng và các bạn ấy đang tập trung vào những cái chuyện đấy thì các bạn ấy không muốn quay trở lại những cái đào tạo theo cái kiểu như bề nổi nữa. Thì tức là chia sẻ theo kiểu bề nổi nữa thì đang hướng vào những cái đấy và đi vào chuyên môn cũng như là đi vào các cái quy trình cụ thể những cái như vậy thì em mình thấy là cái lộ trình của một buổi của anh Dũng nó rất là hiệu quả, với một tiếng chỉ cần là như thế thôi thì nhưng mà làm đúng đủ đều hàng tuần thì nó sẽ đạt đến một cái ấy, miễn là trong cái giờ đấy các bạn có những cái thông tin để các bạn chia sẻ lại trong cái cách trong lúc mà thực hành á thì nó có những cái câu hỏi gì đặt ra, quan trọng nhất là những cái câu hỏi đặt ra thì cùng chia sẻ và cùng giải đáp thì cái đấy mới là cái mà hình như là các bạn đang cần như thế và mình đang phải hướng theo những cái nhu cầu đấy của tập thể nhiều hơn. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Vâng, cảm ơn chị Thục Trang, nhưng mà xin nhắc lại này. Với các anh chị là cái phần mà anh Duy đang triển khai cũng mang lại hiệu quả rất là cao. Và đó là cái hành trình mà một doanh nghiệp sẽ đi qua các cái bước như vậy ha. Và nếu mà chúng ta kết hợp được cả đào tạo, ví dụ như bên anh Duy mà có thế mạnh về cái phần đấy, các anh chị đã có năng lượng rồi, kết hợp được vừa đào tạo như tập trung như vậy cộng với cái phần mà thực hành nữa thì tổ chức của anh Duy sẽ cực kỳ mạnh. Bởi vì chúng ta vừa có cả phần đào tạo về lý thuyết, đồng thời là chúng ta lại có cả đào tạo về thực hành. Đó, thì vô cùng là mạnh. Bởi vì công ty anh Duy đang có được một cái năng lượng tích cực từ cái việc mà đào tạo mang lại. Cảm ơn chị Thục Trang, cảm ơn anh Duy rất nhiều ha. Xin mời các anh chị cùng comment số 9 để gửi lời biết ơn tới chị Thục Trang và anh Duy ạ. Vâng ạ, xin mời anh Xuân Dung ạ. Dạ, không biết là xưng tên có đúng không ạ. Xin mời xin mời ban tổ chức bật mic dùm anh Xuân Dung ha. Dạ, tên em đúng rồi đó. Rồi, chào anh Dũng và các anh chị. Xin chào anh. Em tên Trần Xuân Dung, vừa tham gia xong khóa tự động hóa doanh nghiệp bứt phá. Chúc mừng anh. Rất vui được đồng hành được các anh chị và tham gia được trong cái FOH hàng tuần. Thì bên em thì chuyên sản xuất kính xây dựng và kính trang trí nội thất cho các công trình cung cấp trên toàn quốc. Thì em cũng có một vài cái muốn tham khảo ý kiến và cũng chia sẻ từ anh Dũng cũng như các anh chị. Nhất là hiện tại bên em cũng đang triển khai áp dụng những cái vấn đề mà mình vừa được học, cũng giống như là mình triển khai để xây dựng hệ thống 12 tầng hệ thống, trong đó mình cũng chọn ra một số tầng thôi chứ không làm hết toàn bộ.
Tuy nhiên giống như chị Thục Trang vừa nói là cái nghĩa là giai đoạn đầu á, nếu mình làm thì mình cũng nghĩ ra quy chế game, rồi mình đưa ra quy chế game để cho nó tạo hứng khởi. Nhưng mà trong thời gian thì khi anh em làm, nếu mà làm mà mình cũng cứ đưa ra cái game vì cái chuyện hướng tới cái vấn đề là cái phần thưởng này, phần này, phần nọ thì nó cũng không phải là cái mà đi lâu dài làm cái việc đó mà nó hiệu quả. Thì mình nghĩ là phải có những cái gì đó rất thiết thực, đặc biệt liên quan đến cái vấn đề là đời sống và cái văn hóa họ thụ hưởng thực sự á, trong cái doanh nghiệp. Thì trước đây khi mà bên em làm á, thì em cũng rất là nhiều cái quan tâm đến đời sống, từ cái bữa ăn cho đến cái nơi làm việc, cho đến cái vệ sinh, cái tất cả mọi thứ là mình làm gần như là mình hướng đến là giống như là phục vụ cho từng cái nhân viên của mình. Kể cả bữa ăn là em phải có cái những cái menu á, cho từng ngày, làm sao ăn cho công nhân ăn no, ăn đủ chất lượng, ăn đủ dinh dưỡng. Rồi mình quan tâm đến cái nước uống, thậm chí có công nhân ở lại mình phải quan tâm đến cái phòng ngủ, rồi quan tâm đến cái phần mà cái sinh hoạt của nước sinh hoạt chẳng hạn thế. Thì đó là những cái mà mình quan tâm đến cái thụ hưởng của những nhân viên của mình. Và em cũng mong muốn là nhờ anh với các anh chị chia sẻ thêm là mình trong cái quá trình mình xây dựng cái nghĩa là mình đặt mục tiêu á, làm sao trong cái tầng hệ thống của mình đi cho nó lộ trình như thế nào thì nó phù hợp. Thứ hai nữa mà cách làm như thế nào để mà mình áp dụng, em ví dụ như mình đặt ra là thiết lập cái bảng MVGM, thì trong đó mình nên đưa ra những cái chỉ tiêu về tài chính. Ngoài chỉ tiêu tài chính thì mình đưa lồng ghép vào tầng hệ thống thì mình đưa như thế nào, hoặc là cái lộ trình mình đi như thế nào để cho nó phù hợp mà nó không quá sức đối với nhân viên, mà cũng họ làm với tinh thần hứng khởi, mà hàng tuần nó có thể lồng kết được và mình có thể đánh đào tạo được. Thì em muốn anh chia sẻ thêm. Em cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Xuân Dung ạ. Xin mời các anh chị ở đây có ai có kinh nghiệm về triển khai kế hoạch 90 ngày, kế hoạch quý, kế hoạch MVGSN, cùng chia sẻ cùng anh Xuân Dung. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để triển khai cái công việc hiệu quả khi mà triển khai MVGSN, và lồng ghép ngoài cái mục tiêu tài chính thì lồng ghép cái việc mà xây dựng 12 tầng hệ thống vào như thế nào để cho hiệu quả. Đúng rồi, lộ trình như thế nào để cho nó phù hợp. Và khoảng bao nhiêu năm thì xây dựng xong là vừa, đúng không? Ở đây các anh chị nào chia sẻ, anh chị Thục Trang, anh Duy, các anh chị ở đây có ai có thể chia sẻ cùng với anh chia sẻ góc nhìn. Chúng ta chia sẻ góc nhìn không đúng không sai các anh chị nha. Bởi vì chúng ta ví dụ như cái trải nghiệm chúng ta như nào, chúng ta cứ chia sẻ thẳng thắn, chân thành để anh Xuân Dung và các anh chị cùng nhận được cái những cái giá trị ạ. Xin mời ạ. Xin mời chị Thục Trang. Cái này thì cũng vừa nãy mình vừa mới nói đấy, tức là mình vừa phải kết thúc cái công việc là duyệt cái kế hoạch của quý 3 để ngày mai là công bố trong cái ngày hội mục tiêu của công ty. Thì thực tế là cái câu chuyện là mình phải làm cái từ cái MVGSM đấy ra ấy, thì mình sẽ phải có cái mục tiêu cho từng quý. Đầu tiên là mục tiêu của năm, và sau đấy là theo từng quý thì nó sẽ có những cái tức là trước đây thì mình làm là nó cái mục tiêu nó không smart. Đầu tiên nó phải smart đã, thì nó phải có những cái là cụ thể này, đo lường được này, thực hiện được này, và thực tế cũng như là có thời hạn. Thì những cái đấy là trước đây là mình theo kiểu như là đắp chiếu hô sung phong ấy, mình gọi là mục tiêu là một cái giấc mơ, nhưng mà mình không có những cái cụ thể như vậy. Thì bây giờ là sau cái quá trình mà đi học tự động hóa bứt phá, và cũng như là cái việc mà thực hành qua hiện tại là mình làm được lần này là lần thứ 3, thì cũng là từ đầu năm đến giờ mới là triển khai thực sự. Còn trước đấy thì nó đúng là cái dạng tình trạng là giấc mơ đó. Còn bây giờ là nó là có cái đo lường của cái quý trước, của những cái đầu kỳ, và cái con số mục tiêu của cái kỳ sau thì nó sẽ có cái tính chất là rút kinh nghiệm. Thì đầu tiên là một cái thời lượng để mà làm được một cái kế hoạch, tức là cái quý á, là phải đạt nói chung là chắc là phải 4 quý thì mới tạo thành được một cái thói quen. Và sau đấy là các cái kế hoạch của tháng,
thì cũng phải là 6 tháng thì mình mới trở thành một cái thói quen. Và bây giờ hiện tại thì cái công ty mình đang có cái hàng tức là cái định kỳ là hàng tháng là cứ đến ngày 28 là mình phải tổng kết sản lượng và tạo tức là về tạo tức là tổng kết sản lượng và cái mục tiêu của cái tháng tiếp theo. Thế thì cũng là đến vừa rồi là đến 6 tháng thì hiện giờ là các cái con số của các bạn đưa ra là nó rất là mình thấy là nó rất là đúng chính xác và thực tế. Còn trước đây là nó rất mơ hồ và nó không không có cái gì kiểm chứng cả, nhưng bây giờ thì mình đang thấy là nó mình đang đi trên con đường là rất là tự tin. Thì ngoài ra thì từ cái kế hoạch tháng đấy thì chia về các cái kế hoạch tuần và cũng như là cái kế hoạch 5 phút của cá nhân đấy thì nó phải đi theo một cái lộ trình như vậy. Thì 6 tháng và đồng thời là cái kế hoạch tuần và cái kế hoạch 5 phút đấy nó phải qua ít nhất là 90 ngày, thì nó tức là 3 tháng thì đến 120 ngày thì nó mới trở thành thói quen cho từng người một trong trong công ty. Và cái việc đo lường của cái thăm khám sức khỏe là nó cũng có những cái cấp độ mà từ đầu tiên là từ lãnh đạo có trong đầu và xong rồi sau đấy là phải có ra thành viết ra thành văn bản, rồi đến những cái bước cuối cùng mà cao nhất là chính là cái người mà junior, tức là những cái người mà cấp thấp nhất người ta cũng hiểu được cái cách làm như thế nào, cái quy trình như nào, cái mục tiêu như thế nào. Đấy thì đấy là những cái mà mình phải ghi nhận cái câu chuyện là 4H, tức là bắt đầu hình thành rồi hoàn chỉnh rồi mới hoàn hảo được. Chứ còn còn nếu mà là không đòi hỏi ngay từ đầu là có một cái hệ thống hoàn hảo là sẽ không có đâu. Thì cái việc mà thực hành cái lập kế hoạch quý, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần và cái kế hoạch 5 phút hàng ngày đấy là cái mà mình cảm giác là mình hiện giờ là mình đang rất tự tin vì là mình đang 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 thực hiện tốt. Thì cái đấy cũng hy vọng là chia sẻ đến các anh là cứ qua cái lớp đấy cứ thực hành đi xong rồi sau đấy chúng ta lại lại ngồi nói chuyện tiếp. Có một cái vấn đề em triển khai mà viết quy trình hoặc là coi như là xây dựng bản mô tả công việc đi, thì thông thường không phải ai cũng có người làm được cái đấy. Thì khi mình ví dụ mình đưa ra cái mục tiêu trong hệ thống nó có cái đấy thì nó lại tập trung vào một người nó nhiều quá hoặc là một vài người nó nhiều quá, còn lại những cái vị trí khác đó thì nó lại trống hoặc là chỉ chạy theo công việc hàng ngày phát sinh thôi. Thì có cách nào để mà mình có thể là làm cái việc đó nó được phân bổ đều không chị? Cảm ơn chia sẻ của chị Thục Trang. Trước khi chia sẻ tiếp thì xin mời chúng ta hãy cùng comment thật nhiều số 10 để cảm ơn phần chia sẻ chị Thục Trang ha. Dạ. Xin mời các anh chị Cảm cùng ơn tương chị đó. tác nha. Cảm ơn chị. Dạ. À, cái phần chia sẻ của chị Thục Trang á thì đang chia sẻ về cái phần mà thiết lập kế hoạch. Ở đây thì anh Xuân Dung đang có một cái câu hỏi là cái phần mà làm thế nào để lồng ghép cái phần mà xây dựng 12 tầng hệ thống á, có nghĩa là xây dựng các hệ thống quản trị ở trong doanh nghiệp cho các quý, cho các cái quý cho nó phù hợp, cho nó hiệu quả. Thì ở đây thì tôi có anh Hoàn cũng là người đồng nghiệp của tôi á, đồng hành với tôi xây dựng cái kế hoạch 90 ngày cách đây cũng khoảng 2 năm rồi, khoảng 2 năm. Thì chắc là mời Hoàn chia sẻ cùng với anh Xuân Dung về cái những cái mà mình đã trải nghiệm qua. Anh Hoàn đã xây dựng được khoảng 2 năm rồi, có nghĩa là khoảng 8 kỳ rồi, 8 quý rồi. Thì xin mời anh Hoàn chia sẻ cái cảnh cái trải nghiệm thực tế nhé. Từ cái thời điểm đầu tiên mình xây dựng mình gặp cái những cái khó khăn gì, những rồi chúng ta đạt được những cái yếu tố nào, dần dần đạt được những cái gì. Và sau đó thì đến thời điểm này thì đã có được cái thói quen gì, xin mời anh Hoàn chia sẻ cùng ha. Vừa rồi anh Xuân Dung đã được nghe chị Thục Trang là người xây dựng 1 năm, bây giờ đến người thực hiện 2 năm. Chia sẻ cùng anh. Em cảm ơn anh Dũng. Em chào anh Sơn Dung. Thì về cái trải nghiệm của em khi mà xây dựng cái kế hoạch 90 ngày á, thì đầu tiên thì ở những cái lần đầu xây dựng á, thì thông thường thì đến nó không không biết phải gọi nó là cái có đúng là cái kế hoạch 90 ngày hay không, mà nó giống như là một cái nó giống như một cái bảng tổng hợp tất cả những công việc đang thực hiện. Thì ở trong đấy thì nó
nó không được sắp xếp theo cái thứ tự là cái gục in hay gục on gì hết, mà nó theo cái thứ tự là mình cảm thấy công việc nào nó quan trọng thì mình đặt nó lên, mình liệt kê nó trước. Và khi mà xây dựng cái kế hoạch 90 ngày ở từ đầu thì thông thường tụi em sẽ làm theo cái kiểu là đặt rất là nhiều cái mục tiêu, đặt rất là nhiều cái mục tiêu. Và nó có một cái khó khăn là khi mà thực hiện cái kế hoạch như vậy á, thì nó xảy ra tình trạng là bị quá tải, tại vì nó rất là nhiều mục tiêu, nó bị quá tải. Và khi mà thực hiện được một vài tuần đầu á, thì có vẻ như là nó vẫn ổn. Tuy nhiên thì càng về sau thì cái khối lượng công việc nó càng nhiều và cái áp lực nó càng lớn, dẫn đến là cái kết quả của cái kế hoạch đó khi mà đo lường ra thì nó không được đạt như cái mong muốn. Và nó gây, lúc này nó gây ra một cái tình trạng là áp lực cực kỳ lớn, và mình có sinh ra cái tâm lý là chán nản và mình dễ dàng bỏ cuộc. Tuy nhiên thì khi mà về sau thì những cái lần lập kế hoạch về sau á, thì bên em thì cũng rất được may mắn là có sự đồng hành của coach, nên là những lần sau thì tụi em sẽ biết phương pháp và biết cái quy trình thực hiện lập cái kế hoạch. Hiện tại thì tụi em đang lập theo cái kế hoạch theo quy trình 6 bước rồi. Thì trước khi mà đưa ra mục tiêu thì phải có cái bước phân tích, đánh giá hiện trạng và tìm nguyên nhân cốt lõi, và sau đó mới đưa ra mục tiêu và đặt cái kế hoạch và hành động. Thì về cái nguyên tắc lập cái kế hoạch này thì mình chỉ trong một cái 90 ngày, một cái quý ấy, nó chỉ có 3 tháng thôi ấy, thì mình nên là đặt khoảng từ 1 đến 3 mục tiêu thôi, tối quan trọng, để mình tập trung mình giải quyết, mình thực hiện trong cái quý này. Cho nên là mình không có cố gắng mình đưa thật nhiều cái mục tiêu vào. Mình chỉ giới hạn nó khoảng 3 mục tiêu đổ lại thôi. Thì khi đó là mình tập trung cái nguồn lực của mình vào và mình đạt được cái mục tiêu. Còn những cái mục tiêu khác thì mình sẽ phân bổ trong cái quý sau. Và cũng theo cái lộ trình là mình xây dựng theo cái step. Bên em thì đang xây dựng theo cái mục tiêu step. Và có những cái công việc work on là những công việc mà mang cái tính dài hạn và mình phải xây dựng để phục vụ cho tương lai, thì mình tập trung vào mình xây dựng work on. Thì đó là cái phần muốn chia sẻ đến tất cả anh chị về cái việc mà bên em đang thực hiện cái xây dựng cái kế hoạch 90 ngày. Vâng, cảm ơn Hoàng rất là nhiều. Xin mời các anh chị cùng nhau comment thật nhiều số 9 này. Cảm ơn chia sẻ của bạn Hoàng ha. Rồi. Cái phần mà liên quan đến các cái quy trình ấy và biểu mẫu thì tốt nhất là chia sẻ với anh Dung, là anh ngày mai anh Dung là đang ở đâu ạ? Ở tỉnh nào ạ? Dạ em ở Quảng Nam anh. Vâng, anh đáp một chuyến bay vào thành phố Hồ Chí Minh sáng mai tham gia ngày hội mục tiêu với nội bộ với công ty chị Thục Trang là hiệu quả nhất. Chiều nay là bên em cũng mới họp để thiết lập bản em visit em cho quý 8, quý 3 nè anh. Dạ, ok. Ở cái phần này thì tôi xin chia sẻ với anh Xuân Dung và các anh chị một cái góc nhìn như này ha. Trước hết là em xin cảm ơn anh Hoàng Đỗ rất là nhiều. Dạ, ok. À đây ạ. Anh chị nào ở đây đã chạy marathon? Ở đây anh chị nào đã chạy marathon? Vâng. Vâng ạ, cảm ơn các anh chị. Nếu mà các anh chị đã là chạy marathon, tôi thì có nghe được câu chuyện chạy marathon rất thú vị của anh Duy và đã vượt qua những cái thử thách rất là ghê gớm. Và chỉ có những người chạy thực sự thì mới biết được. Và cái việc chúng ta lập kế hoạch ấy, nó giống như là chúng ta chạy marathon khoảng 5 cây, 10 cây. Chứ còn nếu mà chạy 100 mét thì có mệt mỏi gì không ạ? Và cái kế hoạch 90 ngày của chúng ta thì nó giống như là một cái chặng đường chạy 10 cây, 5 cây vậy đó. Ở những cây đầu như anh Hoàn chia sẻ thì chạy rất là vui vẻ và không mệt mỏi gì. Nhưng bắt đầu đến cây thứ hai, thứ ba thì cái tiếng nói nhỏ trong đầu chúng ta nó bắt đầu xuất hiện. Nó bảo là thôi nghỉ, được nghỉ ngơi, chúng ta đi bộ đi. Đúng không ạ? Và thôi bỏ cuộc đi.
bây giờ cơ thể đang mệt mỏi lắm rồi, không chịu nổi nữa, áp lực ghê gớm lắm rồi đó. Và cái việc mà chúng ta thực hành, gọi là chúng ta thực hiện cái kế hoạch 90 ngày ấy, thì trong những cái tuần đầu tiên rất là dễ dàng, nhưng càng về sau áp lực càng tăng lên, tiếng nói nhỏ trong đầu, sự căng thẳng, sự đấu tranh nó càng tăng lên. Và nó, nếu mà chúng ta, chỉ khi nào mà chúng ta trở thành những rèn luyện để trở thành những vận động viên thực sự thì chúng ta chạy mới tốt thôi. Còn nếu mà chúng ta chạy chập choạng, lâu lâu mới chạy một lần thì chúng ta lại trở về là không chuyên. Và cái việc lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch này nó cũng đòi hỏi phải có một thành thói quen. Và nó giống như là một vận động viên chạy chuyên nghiệp vậy đó. Quý nào chúng ta cũng phải làm. Và vận động viên chuyên nghiệp thì thông thường ở giai đoạn đầu họ chạy cũng không tốt, nhưng mà dần dần thì họ chạy mới tốt lên. Đó. Thì đấy là xin chia sẻ với các anh chị một cái ví dụ về cái việc mà chúng ta xây dựng cái kế hoạch kinh doanh, kế hoạch 90 ngày, kế hoạch năm cho doanh nghiệp chúng ta. Và ở đây ạ, chia sẻ lại cái 4 bước học tập này. Ở cái giai đoạn đầu á, khi chúng ta chưa lập kế hoạch thì chúng ta có băn khoăn gì về kế hoạch không ạ? Không, chúng ta không băn khoăn gì, đúng không ạ? Khi mà chúng ta bắt đầu lập kế hoạch rồi, xin mời chị Thục Trang. Chị Thục Trang là người lập kế hoạch rồi, bật mic lên tôi tương tác với chị chút xíu ạ. Vâng ạ. À, khi mà chị chưa lập thì cái phần mà chị không biết làm, chị có thấy băn khoăn gì về cái việc mình không biết làm kế hoạch không? Thực ra là nếu mà không biết thì là mình không thể biết được cái việc mình không biết được. Và khi mà bắt đầu có ý thức về chị bắt đầu lập kế hoạch và chị thấy là bắt đầu chưa làm tốt, thì lúc này là cái cảm xúc của chị như thế nào? Và trong bên trong của mình thì nó như thế nào? Thực ra là nó rất là bức bối. Phải nói là như thế, tại vì thực ra thì về mặt cá nhân thì tôi là người luôn luôn là từ xưa đến giờ là tôi là rất là chỉn chu về mặt kế hoạch, nhưng mà từ khi mà phải làm kế hoạch cho công ty mình ấy thì nó liên quan đến rất là nhiều thứ, thì các bộ phận như là nhất là kế toán này, rồi là phần sản xuất này, rồi các thứ đấy, thì là mình đang không biết cách nào để coi như là lấy được những cái số liệu hoặc là những cái ấy từ các bộ phận ấy, thì mình rất là nói chung là bức bối. Dạ ok, cảm ơn chị. Và nếu mà chị bức bối thì có thay đổi được điều gì không ngay lập tức không? Không, chị bức bối, chị thấy là mình chưa làm tốt, thì ngay tại thời điểm đấy thì liệu là mình có thay đổi được cái gì không? Không thay đổi được không, gì đúng không? Không, nhưng mà chúng ta vẫn rơi vào một cái tình trạng là cái gì, cái năng lượng tiêu cực, cái năng lượng đỏ, đúng không? Và đây cái điểm chết của teamwork, mấy điểm chết của đội ngũ nằm ở đây. Và thực sự thì đây là cũng là cái mức điểm mà chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn thấy thì chúng ta sẽ cải thiện được, bởi vì rõ ràng rằng là đến cái bậc số 2 này chúng ta biết là chúng ta không làm được và chúng ta cực kỳ căng thẳng, chúng ta cực kỳ khó chịu với chính bản thân mình và khó chịu luôn cả với đội ngũ của chúng ta. Thì để vượt qua cái này thì chỉ còn có cách là thực hành thôi. Ví dụ như anh Duy là chạy marathon, đúng không? Ở giai đoạn đầu anh chạy không được, chưa tốt, nhưng mà chỉ có một cách duy nhất để anh chạy tốt, đó là anh phải chạy thôi. Chứ nếu mà anh dừng lại thì có nghĩa là mọi công sức của anh đổ bể hết. Thì chỉ còn cách duy nhất là chạy. Thì tóm lại là nếu mà không chạy nữa thì đâu có hoàn thành được kế hoạch, đâu có hoàn thành được 5 km, 10 km mà mình đặt ra. Đó. Thì việc duy nhất là chúng ta chạy. Và việc chúng ta chạy chưa tốt thì chúng ta có khó chịu hay không thì nó vẫn là chạy chưa tốt. Và làm kế hoạch cũng không tốt. Và ở đây thì chỉ còn một cái tâm thế duy nhất là chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ với cái việc mà chúng ta làm không tốt. Và sau đó thì chúng ta dần dần làm đến, chị Thục Trang làm đến năm thứ 2, thứ 3, thì chị và đội ngũ chị sẽ thấy được cái sự tiến bộ, sự thay đổi tiến bộ của chính mình và đội ngũ của mình. Ở đây ạ, tôi sẽ chia sẻ lại nhanh cái phần này thôi. Tại sao nó lại như vậy? Vâng ạ, đây ạ. Và nếu mà chúng ta rơi vào cái vùng căng thẳng á, bản thân chúng ta rơi vào căng thẳng thì tim của chúng ta cũng căng thẳng theo. Và nếu mà chúng ta kỳ vọng quá lớn á, tại vì thông thường thì chúng ta sẽ rơi vào cái phần kỳ vọng và mong cầu. Bởi vì chị Thục Trang rõ ràng hiểu được rằng là mình chưa làm được, nhưng mà tại cái thời điểm này mình có muốn làm được thì nó vẫn là không làm được. Muốn cái phần này thay đổi thì nó phải là một cái lộ trình kéo dài.
khoảng năm thứ hai, năm thứ ba thì chị bắt đầu sẽ cải thiện được rất nhiều ở cái phần này. Đó. Thì như vậy là rõ ràng chị sẽ biết là mình sẽ lên các cái bậc mới. Nhưng cái tâm thế của mình, cái tâm trạng của mình, cái cảm xúc, cái năng lượng của mình nó lại rơi vùng đỏ. Và ở đây, đây là cái thời điểm mà chúng ta phải cùng với đội ngũ, chúng ta phải thấu hiểu và chia sẻ cùng họ. Cái việc này nó là việc rất bình thường. Và chúng ta cùng nhau vui vẻ với việc đó. Vui vẻ cái việc mà chúng ta chưa làm được. Ví dụ như là cái quý vừa rồi mà chưa có thành công thì bây giờ cũng có thay đổi điều gì đâu. Nếu mà cứ mang nhau ra dằn vặt thì cũng có giải quyết được về gì đâu. Đúng không ạ? Mà chúng ta tạo ra một cái năng lượng tích cực để chúng ta tiến về phía trước thì nó sẽ mang lại hiệu quả cho quý tới. Và đây là cái cách để chúng ta, những cái người mà làm doanh nghiệp, những người điều hành doanh nghiệp, những cái người quản lý và cả những cái nhân sự của chúng ta, họ không bị, chúng ta tránh cho họ không bị rơi vào cái vùng đỏ này, cái vùng năng lượng tiêu cực này. Đó. Bởi vì nếu mà năng lượng ở trong đội ngũ, trong tổ chức mà nó rơi vào vùng đỏ thì mọi nguồn lực bị triệt tiêu hết. Và lúc này chúng ta đến và mặt ai cũng nặng trĩu. Và đây là cái mà chúng ta, nếu mà chúng ta hiểu, nghĩa là nếu mà chúng ta biết thì chúng ta sẽ giải quyết được việc đấy. Còn nếu mà chúng ta không biết, chúng ta chưa biết thì chúng ta sẽ không giải quyết được cái việc là năng lượng. Thì tóm lại đến cuối cùng nó nằm ở cái phần là năng lượng của doanh nghiệp của chúng ta. Đó. Thì đây là chia sẻ thêm một cái góc nhìn cùng với các anh chị về cái bốn cái chìa khóa mà tôi vừa chia sẻ các anh chị và tại sao nó lại có một cái giá trị là giúp cho chúng ta được an nhiên. Và các bạn nhân sự trong đội ngũ chúng ta đấy, họ tự tin để họ học tập, còn nếu không á để họ làm, còn nếu không mà chúng ta cứ suốt ngày chúng ta yêu cầu, chúng ta mong cầu và chúng ta mong cầu họ và sau đó là chúng ta trong cuộc họp thì chúng ta đổ lỗi cho nhau thì tự nhiên là toàn bộ công ty bao trùm một màu đỏ rồi. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Ngày hôm nay thì rất là biết ơn các anh chị đã cùng chia sẻ cùng với tôi. Ở phần này thì rất là mong rằng sẽ nhận được BFO đây có nghĩa là một cái bài học mà chúng ta nhận được hoặc là cái giá trị từ cái việc mà các anh chị ở đây cùng chia sẻ với nhau. Phần này thì chắc xin mời chị Thục Trang luôn ha. Chị Thục Trang chia sẻ giúp cùng với các anh chị ha. Chị có nhận được một cái bài học hoặc một cái giá trị gì từ buổi ngày hôm nay không ạ? Vâng, xin cảm ơn anh Dũng. Thực sự là hôm nay là một cái buổi tôi cảm thấy rất là giá trị vì là từ cái câu hỏi của anh Dũng thôi là tôi nhận ra được cái gì từ cái mà 30 giây của BNI để giới thiệu bản thân ấy. Thì từ đấy là tôi đã xác định được một cái cách khi mà tôi trình bày đối với cả khách hàng của tôi là tôi tập trung vào cái mục tiêu và cái gì mà tôi mang lại, cái giá trị gì mà tôi mang lại cho họ là tôi nói đầu tiên. Và làm sao đấy là cái thời gian nó ngắn gọn nhất có thể thì là mình mới thành công, chứ còn mình không thể nào kéo dài được cái bài trình bày của mình. Thì những cái việc mà để tập trung là cái mục tiêu nó chỉ ngắn gọn và nó chỉ là một mục tiêu hoặc là như là anh Hoàn có chia sẻ là ba mục tiêu trong cả một quý thôi, là mình phải tập trung vào đấy chứ mình không lan man. Thì cái đấy là tôi mà tôi qua câu hỏi của anh Dũng thì tôi nhận thấy là tôi đã đạt được cái đấy từ cái luyện tập hàng ngày, hàng tuần của BNI mà 30 giây đấy. Thì tôi thấy là rất giá trị. Dạ ok, cảm ơn phần chia sẻ chị Thục Trang. Xin mời các anh chị cùng nhau comment số 5 để gửi lời biết ơn chia sẻ chị Thục Trang ha. Xin mời anh Xuân Dung ạ. Sau khi mà các đồng đội chia sẻ cùng với anh thì anh có nhận được cái bài học hoặc là cái giá trị gì từ cái phần chia sẻ của các anh chị không ạ? Anh Dung có nghe rõ không ạ? Dạ, mời anh Dung ạ. Anh nghe rõ. Dạ vâng, xin mời anh. Dạ, mới vừa rồi em đang bị mic cái mạng xíu á, không biết là anh câu hỏi của anh Dũng là gì? Dạ, câu hỏi là mời phần này là không phải hỏi mà là mời anh chia sẻ một cái bài học hoặc một cái giá trị mà anh nhận được từ buổi tối ngày hôm nay. Các anh chị dạ. Chia sẻ cùng anh ạ. Thì trước hết là em cũng cảm ơn anh Dũng, chị Trang cũng như anh chị rất là nhiều, anh Duy rất là nhiều. Bởi vì qua cái buổi học tối hôm nay thì cũng nhận được rất là nhiều cái giá trị. Trong đó mình đúc kết lại được cái nguyên tắc 80-20. Mà em thấy cái nguyên tắc 80-20 này nó xuất hiện khá nhiều. Không những là trong cái vấn đề học tập mà nó còn xuất hiện trong vấn đề mình lựa chọn để mình chọn lựa những cái mục tiêu gì. Mà nó chiếm là 20% nhưng mà không quyết định được 80% kết quả. Ví dụ như thế.
hoặc là có thể là cái những cái mục tiêu khác nó cũng là 20 80 20, nghĩa là mình khi mình hành động 20 thôi nhưng mà tạo ra được kết quả 80, ví dụ như thế. Thì đó là cái mà em nghĩ là một cái bài học rất là giá trị. Thứ hai nữa là mình học được cái nguyên tắc là để từ qua cái video mà bài học của Đoàn Xéo thì mình cũng học được rất nhiều cái để xây dựng cái trong cái đội ngũ của mình ấy. Thì nghĩ làm sao để là mình thay nhau để mình thực hiện những cái nhiệm vụ, hoặc là cái chia sẻ những cái áp lực, hoặc là chia sẻ những cái nhiệm vụ quan trọng. Không phải là lúc nào CEO cũng là người là trực tiếp làm hết, mà có thể mình chia sẻ với nhau và giúp cho đội ngũ của mình là nó tự tin lên. Và cái một cái nữa là trong cái vùng năng lượng á, thì mình làm sao để mình xác định được cái ranh giới. Bởi vì thông thường á, đa số nhân viên của mình khi mà tầng tư duy suy nghĩ nó khác nhau thì cái năng lượng nó cũng sẽ khác nhau, cái sức hiểu biết khác nhau, thì cũng tạo ra trong cái hành động và thói quen, tạo thói quen nó cũng sẽ khác nhau. Do đó cái hoạt động đào tạo mà một giờ một tuần á, nghe thì nó rất ít, nhưng thực sự ra để làm được một cái giờ nó chất lượng thực sự thì đó cũng là một cái là em thấy rất là có ý nghĩa. Thì khi mà mình có những cái buổi như thế thì mọi người có thể là chia sẻ, đặc biệt là mình làm sao để mọi người có thể là nói lên được cái chứng kiến của mình, thì trong lúc đó mình sẽ chia sẻ được rất nhiều cái vấn đề mà mình hiện tại mình không, mọi người không không sẵn lòng để mà nói. Và cái thứ tư là mình có thể là thực hành cái vấn đề về giới thiệu mà 30 giây để mà mình giới thiệu về bản thân mình, hoặc là giới thiệu về một cái giá trị của công ty mình cho tất cả các cái khách hàng hoặc là đối tác của mình, hoặc cái kỹ năng thuyết trình. Thì đó là những cái giá trị mà em nhận được tới đêm nay. Thì một lần nữa em cũng xin cảm ơn anh Dũng và đội ngũ và mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn. Dạ, ok, cảm ơn anh Sơn Dung ha. Xin một lần nữa thì xin gửi lời biết ơn tới tất cả các anh chị đã quan tâm và dành thời gian một cái buổi tối thứ sáu rất là quý báu để tham gia cùng với tôi, cùng với tất cả các anh chị và cùng với PDC để cho cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của chúng ta đạt được giá trị cao nhất. Xin gửi lời biết ơn tới tất cả các anh chị ạ. Xin mời chúng ta cùng nhau bật mic lên ạ và gửi lời cảm ơn tới nhau ha. Dạ. Dạ vâng. Xin chào tất cả các anh chị các bạn nhé. Tại hôm nay mình ho quá nên là mình cũng không nói nhiều và cũng không tham gia, không mở camera được. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Cảm ơn Duy. Cảm ơn anh Dung. Cảm ơn anh Dũng hôm nay đã cho buổi chia sẻ rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Dũng đã chia sẻ. Cảm ơn tất cả các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Rất là giá trị và bổ ích. Chúc cảm ơn anh chị Trang nữa nha. Cảm ơn anh Duy. Dạ. Mình không nghe thấy anh Dũng nói gì hết á, chắc mất mình bị sao rồi. Tôi bị